Uống nhất sơn thỏa mãn xong Mới đủ nhàn rỗi để ý đến hứa triển Cô nàng khóc lóc kêu la Mình bị chật khớp Anh ta liền hạ dây treo xuống Xoa xoa bắp đùi nơi bị căng cơ của cô Rồi lấy khăn ướt ở cạnh giường lau chùi cho hứa triển Thật ra em có bị què chân Cũng không phải là tệ Vừa nói Uống nhất sơn vừa gõ gõ Lấy miếng thạch cao cứng Què chân mới không nghĩ đến chuyện chạy ra ngoài Ô Nhất Sơn nói như thể lơ đễnh, nhưng hứa triển nghe thấy lạnh người cô cảm thấy bàn tay xoa chân mình như một gọng kìm sắt dò tìm điểm yếu nhất hơi siết chặt để rồi bẻ gãy cẳng chân này cô ngậm miệng vầng mây hồng trên mặt chưa tan hết căng thẳng nhìn uông nhất sơn anh ta vừa thu dọn cuộc hỗn độn xong mà có vẻ như là lửa cháy đồng cỏ đến nơi cũng may sau khi phát tiết tâm trạng uông nhất sơn không tệ anh ta lau rửa trên dưới cho hứa triển nhẹ nhàng như nâng niu báu vật đã mất nay tìm thấy từ sau lúc cứu hứa triển anh ta không hề nhắc đến chuyện cô và bạch da nặc thông đồng gái bẫy anh ta nhưng chính điều này khiến hứa triển lo lắng đề phòng nhất định là anh ta đang để trong lòng cho nên khi nhìn thấy cô ánh mắt mang vẻ khó đoán cũng không biết là anh ta muốn gì sắc mặt kém hẳn lực tay mạnh hơn thậm chí cắn lên làn da mịn màng của cô nhưng cô không dám kêu đau chỉ có thể cắn răng chịu đựng đến khi thực sự không chịu được hứa triển mới tức tối cắn vào tay Uông nhất sơn rồi nhất quyết không chịu nhả ra Ú Nhất Sơn nhíu mày Véo cảm hứa triển Nhả miệng ra Hứa triển cắn chặt đến mức Chảy nước miếng Chất lỏng lóng lánh Rơi cả lên mặt u Nhất Sơn Ú Nhất Sơn không nhịn được Sao ở chỗ Sơn ca Không phát huy năng lực thế này đi Hứa triển nghĩ lại Tình cảnh đáng sợ lúc đấy ỉu xìu Muốn phản bác U Nhất Sơn vài câu Nhưng không nói được gì Nếu như anh ta không kịp thời xuất hiện Có lẽ kết cục của cô bây giờ là sống không bằng chết suýt chút nữa bị cưỡng bức nghĩ mà sợ vì thế cô tạm thời thu hàm răng sắc nhọn hẳn là không nhìn thấy vẻ sợ hãi khi nghĩ về tình cảnh ấy trong mắt hứa triển đột nhiên uông nhất sơn cúi đầu hôn lên trán cô yên tâm đi sau này anh không cho em cơ hội trốn đi đâu em cũng không gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy nữa nói xong anh ta vạch vào đáo sơ mi của mình nhìn chỗ hứa triển cắn nhát cắn của hứa triển rất ác đúng chỗ lúc nhỏ cô cắn anh ta trước kia không chú ý để khi có vết tích mới hứa triển mới phát hiện với cả năm nào chồng chéo lên nhau không giống một nhát cắn duy nhất trong trí nhớ cô chỉ cắn anh ta đúng một lần sao vết sẹo lại rõ lại kinh khủng như vậy không biết tại sao tim hứa triển mơ hồ nhói lên nhưng vừa để ý cảm giác ấy lại biến mất tâm đúng lúc này một y tá rủ rẻ gõ cửa nói với uông nhất sơn có người tên lưu đông khải đến trả đồ cho hứa tiểu thư Hứa triển vừa nghe sừng sốt Sao Lưu Đông Khải lại đến đây Hành trình đến đây của Lưu Đông Khải Thì không dễ dàng Sau khi báo cảnh sát Anh ở lại đồn Lo âu chờ kết quả Nhưng chưa đến 10 phút Đội trưởng tổ điều tra Hỏi anh tình hình cụ thể Sau khi đưa danh thiếp của Sơn Ca Bên đội trưởng liền bảo anh về chờ tin tức Sao anh có thể yên tâm được Vì vậy anh đợi ngoài đồn cảnh sát gần một ngày Họ đi hỏi lại Cuối cùng nhận được tin hứa triển bình an Nhưng cụ thể hứa triển đang ở đâu Không một ai chịu nói cho anh biết sau đấy anh không thể làm gì hơn Cầm chiếc ba lô đựng mấy chục nghìn Dùng lý do muốn tận tay đưa lại đồ cho chủ nhân Cảnh sát phái một xe đến Chờ anh tới khu vực hào nhoáng này Lưu Đồng Khải nhìn căn biệt thự giả cổ trước mặt Trong lòng vô cùng sửng sốt Dưới sự chỉ dẫn của tay vệ sĩ Tướng hung hãn Anh đi xuyên qua con đường giữa hồ nước phủ kín hoa súng Vòng qua dãy hành lang quanh co Rồi vào biệt thự Anh ngồi trong phòng khách Ngay lập tức có cô gái mặc đồ y tá Bưng cho anh ấm trà thơm ngát còn có một đĩa điểm tâm tinh tế Trong đầu Lưu Đông Khải chỉ có một suy nghĩ Chẳng lẽ hứa triển lại bỏ vị trí thiên kim tiểu thư mà đi Không thể nào Có thiên kim tiểu thư nào Mà lại nhanh nhẹn thành tạo Việc làm nặng nhọc như vậy đâu Hay là Đúng lúc này Người trẻ tuổi cao lớn chậm rãi bước xuống cầu thang Trước mặt người ngoài Uông Nhất Sơn tỏ vẻ bình thường Lịch sự bắt chuyện Chào anh Anh là Lưu Đông Khải kinh ngạc nhìn Uông Nhất Sơn có chút sững sờ vì vị chủ nhân trẻ tuổi của căn biệt thự. Mặc dù anh đang hưởng cuộc sống an nhàn vô cùng sung sướng, nhưng cô đã có thời gian dài ở giữa chốn đô thị phồn hoa. Những ví dụ điển hình xung quanh không hề ít. Sao lại không biết cảnh xa hoa trụy lạc hấp dẫn các cô gái trẻ đến mức nào? Vừa rồi trong đầu anh còn có ý nghĩ khác. Đó là... Có lẽ nào hứa triển làm tính nhân của kẻ giàu có, rồi lấy trộm đồ bỏ chạy. Nhưng chàng trai trước mặt đây quá trẻ so với tưởng tượng của anh không có cái bụng phỉ nhiêu Kiểu trải đầu cũng không phải của đàn ông trung niên Trong lúc nhất thời Anh bị suy nghĩ bậy bạ lúc trước của mình Làm cho bất an Tôi là Lưu Đông Khải Là ông chủ khách sạn mà Juju du... À hứa triển làm thuê Thế cậu là U Như Sơn bắt tay với Lưu Đông Khải Sau đấy ngồi xuống ghế salon gật đầu Ý bảo Lưu Đông Khải ngồi xuống nói chuyện Tôi là chồng hứa triển Cảm ơn anh báo cảnh sát kịp thời Giúp triển triển thoát khỏi cảnh nguy hiểm nghe thấy từ chồng lưu đông khải kích ngạc mở to hai mắt lúc báo cảnh sát anh có nhìn thấy thông tin cá nhân của hứa triển rõ ràng viết chưa lập gia đình hơn nữa hứa triển không phải là cô gái hành động theo cảm tính một cô gái chín chắn như vậy sao có thể vì lý do không chính đáng mà phải tha hương trốn chạy trong sợ hãi điều quan trọng là người chồng này quá ưu tú không nói đến diện mạo xuất chúng chỉ tính đến chuyện y tá và vệ sĩ đều cung kính gọi anh ta là uông tổng nhìn qua biết là người có tiền Mặc dù trong mắt anh Hứa triển rất xuất sắc Nhưng ở cô có vẻ thanh tú Cùng vẻ chịu thương chịu khó Nếu anh ta đúng là chồng của hứa triển Vì sao cô lại không giữ lấy chồng tuyệt vời thế này Mà lại nhất quyết phải bỏ đi Nỗi băn khoăn trong lòng không thể bày tỏ Anh chần chừ À có gì đâu Đổi là người khác thì cũng thế thôi Hôm nay tôi đến trả lại cho hứa triển vài thứ Cô ấy có ở đây không Có thể phiền anh đưa tôi gặp cô ấy được không Uông Nhất Sơn nở nụ cười lịch sự sau khi kiên nhẫn nghe Lưu Đông Khải nói hết mới ôn hòa từ chối hẳn là anh nghe cảnh sát nói rồi đấy chuyện Chiến bị thương không nhẹ đến giờ chưa bình phục hoàn toàn cô ấy mới tiêm xong còn đang ngủ cho nên ý tốt của anh tôi thay Chiến Chiến cảm ơn chỗ tiền này không cần trả lại đâu coi như chút lòng thành cảm ơn của vợ chồng tôi Lưu Đông Khải như một cái đinh mềm oặt tính tình thư sinh bộc lộ hoàn toàn ừ. lúc đầu hứa chuyển đến khách sạn của tôi thì cô giấu tên ngay cả chứng minh thư cũng không dám lấy ra tôi không biết trước đây cô ấy trải qua chuyện gì nhưng chắc chắn cô ấy muốn trốn khỏi một ai đó cho nên lần này tôi đến đây ngoài trả tiền còn để xác định cô ấy thực sự bình an nữa ông nhất sơn vẫn mỉm cười nhưng ngữ khí trầm xuống ánh mắt nhìn lưu đông khải cũng bén nhọn hơn <laughs> cô ấy ở bên cạnh chồng còn có gì bất ổn vợ chồng khó tránh khỏi lúc cãi nhau chỉ chịn không hiểu chuyện nên mới bỏ nhà đi cũng gây cho ông chủ lưu không ít phiền toái vậy nên mong anh bỏ qua cho có điều là việc chăm sóc cô ấy là nghĩa vụ của người chồng là tôi đây khách sạn của ông chủ lưu hẳn là không ít khách anh bỏ bê việc làm ăn để quan tâm một cô nhân viên thực sự khiến người khác cảm động lão vương tự nhiên uống nhất sơn gọi một vệ sĩ đến anh lái xe đưa ông chủ lưu về khách sạn đi nói xong anh ta đứng dậy bày ra điệu bộ tiễn khách tôi còn một số việc phải xử lý nữa không giữ anh ở lại ăn cơm được. sau này anh có chuyện gì khó khăn thì cứ tìm tôi. lời nói thì khách sáo nhưng người không hề khách sáo, đút tay túi quần đi lên tầng. lưu đông khải hơi khó chịu, nhìn người ngạo nghễ, anh thầm lo cho hứa triển. nhưng người ta lấy thân phận chồng để nói chuyện, anh lại yêu cầu muốn gặp hứa triển, đúng là dễ gây hiểm khích. nếu nhiên mang đến bất lợi cho cô, chính anh cũng không yên lòng. nghĩ vậy lưu đông khải không thể làm gì khác hơn là đứng dậy rời đi đi được hai bước anh lại nghĩ hay là cứ giữ ba lô lại vì trong ba lô có món quà anh muốn tặng cho hứa triển hy vọng thứ này có thể đến được tay cô người kia không thích hợp với hứa triển nhớ lại những hoàng hôn cô ngồi lẻ loi ở bờ hồ tìm anh khẽ nhói không được nhất định phải tìm cơ hội trả lại cô ấy một lần lưu đông khải thầm hạ quyết tâm nhưng sau khi lưu đông khải đi chiếc ba lô rơi vào tay u nhất sơn mở ra xem anh ta phát hiện Ngoài quần áo và tiền còn có một chiếc hộp gỗ. Mở ra tiếp, bên trong là một đĩa trà bằng trúc. Trên có khắc hình một cô gái, mái tóc dài ngồi cạnh khung cửa sổ dưới ánh trăng. Khuôn mặt tỉ mỉ chi tiết, rõ ràng là hứa triển. Mà sau của chiếc đĩa, ở một chỗ không dễ thấy có câu thơ. Minh Nguyệt bất am ly hận khổ, tà quang đáo hiểu xuyên chu hộ. Dịch có nghĩa là, dì Nguyệt hiểu gì người chiếc bóng, thâu canh ánh sáng xiên song trống. Món đồ này được làm rất tinh xảo Nhất định là ông chủ lưu đã phải mất vài đêm không ngủ Sống nước Giang Nam quả nhiên Là nơi nuôi dưỡng cảm xúc Mấy tháng sống cạnh nhau Không biết hứa triển làm thế nào Quyến rũ được ông chủ học vấn uyên bác này Đến mức hồn bay phách lạc Chẳng những liều mạng cứu cô Mà còn tự mình khắc lên đĩa gỗ Để truyền đạt tình ý <laughs> Thật cảm động Uống nhất sơn Ngồi trên chiếc ghế dài ở ban công thư phòng Đặt chiếc đĩa lên bàn trà làm bằng đá Cầm cái búa đập vài nhát cho nát vụn Lúc anh ta gọi y tá và dọn dẹp, cả ba cô nàng đều ngấn nước mắt. Giấc mộng khi gặp ông chủ đẹp trai hoàn toàn tan biến. Lúc hứa tiểu thư kia đang nằm viện, ba cô được thuê đến biệt thự. Ngoài việc sắp xếp phòng bệnh thì phải chăm lo cuộc sống ăn nghỉ của chủ nhân. Vị uông tổng vừa nhìn là biết là người thành đạt. Nhưng mới được một tuần đầu tiên, anh ta chẳng làm gì cũng không đi đâu. Chỉ nằm trên ghế salon buồn bực uống rượu. Dáng vẻ chán trường kia, thật đúng khiến đám y tá hỉ hoan. Đấy nhất định là cách người đàn ông dùng để chữa vết thương lòng Chữa xong vết thương lòng Anh ta sẽ cùng cô y tá xinh đẹp Viết nên chuyện tình nồng cháy Trốn giang nam, xương khói mở ảo Nhưng mà Mỹ Nam chỉ uống rượu Uống rượu chứ không muốn hít gió giang nam Quả thực là người đàn ông đến từ Serbia hoặc là Nga Đồ dùng trong phòng bị đập vỡ Như thể cơn gió lốc tràn qua vậy Mấy cô gái ngồi trong phòng bệnh Bên cạnh ôm nhau Nếu không vì tiền lương cao, tiền thưởng cao hơn các cô đã bỏ đi từ lâu. Cũng may anh cảnh sát đẹp trai tên Lý Phong để khuyên bảo ông chủ của họ. Sau đấy vất vả, hứa tiểu thư ra viện và đến ở. Ông chủ uông không uống rượu nữa, nhưng mấy ngày vẫn lưỡng lự trước cửa phòng bệnh, dùng ánh mắt thâm sâu nhìn cánh cửa chứ không đi vào trong. Hôm nay rốt cuộc, ông chủ cầm theo một tập tài liệu vào phòng bệnh, cầm búa đến dọa người. Không biết là vị hứa tiểu thư kia là người trong lòng anh ta hay là cái đinh trong mắt anh ta mà chi phí ăn mặc của cô ấy cao ngất ngưỡng Nhưng thái độ của ông chủ với cô ấy thì Vừa rồi họ vệ sinh cơ thể cho hứa tiểu thư Nhìn làn da trắng mịn Nhìn chỗ xanh chỗ tím Nếu như tố cáo bạo hành gia đình Thì đúng là có một người Người có tiền cũng biến thái Đây là chân lý chuẩn 100% Ú Nhất Sơn không biết mình đã phá vỡ giấc mộng của mấy cô gái Sau khi đập vỡ đĩa trúc Anh ta nhắm mắt ổn định tâm tình Sau đấy anh ta gọi cú điện thoại cho trợ lý Đang ở khách sạn gần đó Sao cậu ta mang văn kiện mà hứa triển vừa ký đi Vừa rồi anh ta không hề nói dối Lưu Đông Khải Bởi vì chậm nhất đến ngày mai Giấy chứng nhận kết hôn của anh ta và hứa triển sẽ về tay Qua lần bỏ trốn này của cô Rốt cuộc Ung Nhất Sơn ý thức được Việc phải dùng pháp luật để trói bổ cô Có lẽ do vừa rồi bị hứa triển cắn một phát Vết sẹo trên vai đau âm ỉ Kiểu đau dâm gian E rằng không thể tiêu tán ngay được những chứa ngại vật ngăn cản anh ta giữ cô lại làm của riêng mình bị anh ta xóa bỏ về lễ cưới chờ cô Bình phục sẽ tổ chức, mời đông đủ bạn bè xa gần, cử hành long trọng. Anh ta muốn cho tất cả mọi người biết rằng, Hứa Triển là vợ Uông Nhất Sơn, bất kể cái nào đừng hòng phá đám. Còn cô, tốt nhất cô nên biết, cả cuộc đời này không thể có chuyện anh ta buông tay cô. Qua nửa tháng, xương cốt Hứa Triển hồi phục tương đối, lớp bột bó chân đã được tháo, vải ở cổ tay bong ra để lộ màng da non hồng hồng. Bác sĩ nói mặc dù vết thương tương đối ổn Nhưng ngồi máy bay lâu có chút ảnh hưởng đến các khớp xương Nhất là lúc máy bay hạ cánh Khó tránh khỏi việc áp suất đè các mạch máu Dễ gây nhiễm trùng vết thương Vì vậy họ được đề nghị đi xe lửa trở về Nhưng Uông Nhất Sơn không vội Nhưng dịp này anh dẫn hứa triển đi du lịch Rõ ràng là vì lần chạy trốn vừa rồi của hứa triển Bây giờ dù đã có Uông Nhất Sơn ở bên cạnh cô Nhưng vẫn có hai tay vệ sĩ đi theo Tình ra đã gặp lại anh ta Được hơn một năm nhưng tất cả tâm tư hứa triển chỉ có đúng một việc làm thế nào để thoát khỏi anh ta tuy nhiên đối với uông nhất sơn cô lại không hiểu chút nào cũng không có hứng thú tìm hiểu công ty anh ta ở đâu anh ta thích gì cô đều không biết có lẽ do khí hậu giang nam ôn hòa tâm tình được cải thiện rõ ràng cũng có lẽ là do lần lẩn trốn này để lại ký ức kinh hoàng khiến hứa triển nghĩ lại mà sợ thế nên cô tạm thời thôi cứng đầu bình thản ở bên anh ta thời gian không dài Hiểu biết của hứa triển về Uông Nhất Sơn có nhiều hơn Cô phát hiện ra Anh ta là một công tử vô cùng kỹ tính Từ ăn mặc đến ngủ nghỉ Cái gì cũng kén chọn Trước kia ở biệt thự Mọi bữa đều do dì lưu Người hiểu rõ khẩu vị của anh ta phụ trách Cho nên sự khó tính không bộc lộ ra Còn giờ Dù thuê đầu bếp là người nổi tiếng của địa phương Nhưng cách nêm nếm không thể trăm phần trăm hợp ý anh ta Ông chủ Uông Ăn không được ngon Liền ném đôi đũa Trừng mắt nhìn bát đĩa Không chịu ăn gì nữa vẻ mặt thối hoắc như đống phân Kiểu kẻ ăn này Ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng không đến mức đó Hứa triển không có tật xấu như vậy Dưới sự săn sóc của đống phân kia Bỗng nhiên lại ngon miệng hẳn Cũng may là Uông Nhất Sơn không nổi cáo trong bữa ăn Mà thường chút giận lên đầu bếp sau đấy Đầu bếp thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Cuối cùng dứt khoát giả ốm xin nghỉ Nhất thời không tìm được đầu bếp Đồ ăn bên ngoài nếm quá nhiều gia vị Ngay cả khi hứa triển đã từng sống Ở vùng sông nước cũng không ăn nổi một hôm hứa triển nhàm chán đi vào bếp lấy nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh nấu bát canh đầu cá hầm từ nhỏ hứa triển đã lăng xăng vào bếp với mẹ đáng tiếc những món cô làm khó được đưa lên phòng chính sau này vào biệt thự nhìn dưới lưu nấu ăn mưa dầm thấm đất cũng học được vài món đặc biệt nếu không vì vậy khi xin vào làm trong khách sạn cô đã chẳng tự tin như thế qua nhiều ngày rèn luyện thao tác của cô đầu bếp đã thành thục hẳn trong chiếc nồi đất nhỏ nước canh màu trắng sữa đầu cá ních nhừ hơi sền sệt miếng đậu phụ ớt tỏi xôi cùng nước canh bên trên được rắc thêm vài cọng hành xanh thái nhỏ thế trời hanh khô khiến con người mệt mỏi về tối xe xe lạnh được uống canh cá đậm đà cực kỳ bổ dưỡng nhưng mà hứa triển không được yên ổn khi thưởng thức bát canh ô nhất sơn ngửi thấy mùi thơm nên mò đến kinh ngạc nhìn hứa triển đeo tạm dề. anh ta không hề khách sáo tự lấy bát và thìa múc một bát chẳng mấy chốc uống hết sau đấy chẳng thèm dùng bát xới bắt cơm đổ vào nồi canh đánh chén hết sạch hứa triển chưa động được đến giọt canh nào há hốc miệng nhìn tên cướp trước mặt uống nhất sơn uống giọt canh cuối cùng rồi nói à, thì ra là em biết nấu ăn à hứa triển đặt bắt đũa xuống tức giận lầm bầm biết nấu ăn không bằng là biết ăn lần sau cúc thả gọi đồ ăn ở ngoài chứ nhất quyết không vào bếp nữa nhưng uống nhất sơn được ăn ngon thường xuyên đẩy hứa triển vào bếp hứa triển làm lơ Tôi đang ốm, tôi đau chân, tôi không đứng được ông nhất sơn bê lên cái ghế Không sao đâu, em ngồi đâu cũng được mà Hứa triển thật muốn cầm con dao phay chém chết anh ta không biết công ty của ông Nhất Sơn đóng cửa hay thế nào rồi Thời gian nhàn rỗi của anh ta nhiều vậy Đến nỗi có thể rửa dao thái hành với hứa triển Công lực cầm búa của anh ta không tồi Nhưng cầm dao không được như vậy Thái miếng khoai tây dài như đế dép Hại hứa triển nấu mãi không nhừ Đến khi thức ăn được bê lên ông hoàng uông nhất sơn lại hạ bậc không còn kén ăn hào hứng ăn món hứa triển cố ý cho thỉa muối to có điều là sau khi ăn tu ửng ực hết cả chai nước hứa triển biết uông nhất sơn luôn mang sự cố chấp khó hiểu với mình được một người đàn ông như vậy yêu nhiều lúc đầu óc mụ mị cô có chút cảm động đáng tiếc là nỗi cảm động không thấm gì so với những tổn thương khắc cốt ghi tâm mà anh ta mang lại yêu ai cũng được nhưng còn anh ta vĩnh viễn không thể nhiều ngày không đi lại nên hơi mụ người hôm ấy nắng đẹp uống nhất sơn thuê hai chiếc du thuyền một cho hai người họ một cho hai tay vệ sĩ lái thuyền đi dọc sông ngắm cảnh thú vị hứa triển ngồi trên chiếc ghế nhựa làm bằng trúc mềm che đầu gối đắp một tấm chăn dày vì uống nhất sơn sợ khí lạnh ảnh hưởng đến vết thương ở chân nên mới đắp cho cô uống nhất sơn là người như vậy cố sức tạo ra vết thương trên người bạn rồi cố sức chăm sóc che chở hứa triển ngồi lìa ở môi thuyền chỉ chốc lát ngủ tiếp đi cũng không biết là ngủ bao lâu bên tai cô mơ hồ chuyển đến tiếng nước bắn ảo ảo cô mở mắt hé nhìn không biết uông nhất sơn thay quần áo bơi từ lúc nào cùng một tay vệ sĩ nhảy xuống sông bắt cá khả năng bơi của uông nhất sơn tốt thế sao cơ thể săn chắc được bọt nước làm sáng lên chỉ tay không anh ta bắt được con cá to thấy hứa triển mở mắt anh ta liền lau nước trên mặt rồi nói tối nấu cho anh ăn nhá hứa triển trợn mắt Tỏ vẻ bà đây không phải đầu bếp không công cho anh Ú Nhất Sơn nhìn thấy vẻ mặt khinh khỉnh của cô không tức giận Chỉ cầm lấy con cá bằng một tay Cố ý đưa về phía mui thuyền Để bọt nước bắn vào mặt hứa triển Hứa triển vội vàng Lấy chăn che kín mặt tức giận Này đừng có làm loạn nữa Cẩn thận quỷ sông lôi anh xuống đấy Một lúc lâu không thấy động tĩnh Hứa triển cẩn thận bỏ chăn xuống Thấy Ú Nhất Sơn cầm cá nhìn mình chằm chằm đột nhiên ném con cá xuống rồi bám mạn thuyền chậm rãi trèo lên khoang cả người ướt sũng ôm cổ hứa triển em nhớ ra rồi à nhớ ra cái gì cơ hứa triển ngây ngẩn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô hoa lửa trong mắt u nhất sơn dần lụi đi anh ta buông tay cầm chiếc khăn bông ở bên cạnh lau người u nhất sơn rốt cuộc là anh thích tôi vì cái gì cơ ngày trước chúng ta chỉ gần nhau trong đúng kỳ nghỉ đông chỉ có vài ngày anh thích tôi vì cái gì Tôi sửa bỏ nhá Cô thực sự sốt ruột Đây chính là điều cô nghĩ mãi không ra Ô Nhất Sơn dừng tay Anh nhìn hứa triển Rồi à, cuộc não em bị con lợn nào gặm mất rồi Sau kỳ nghỉ đông đấy Anh lập tức chuyển đến trường em Ngày nào em cũng lẽo đẽo theo anh đi ăn Chúng ta ở bên nhau một năm trời Sao em quên hết sạch thế hả Hứa triển ngây ngẩn Trong đầu đang cố tìm lại quãng thời gian Nhưng giấc mơ Ô Nhất Sơn nói Hoàn toàn không dấu vết không đúng kỳ nghỉ đông đấy anh lừa tôi đến mỏ khoáng ở huyện sau đấy hầm bị sập cả anh và tôi bị nhốt trong đấy mãi mới được cứu ra sau đó thì anh theo bố anh đi uống nhất sơn có chút kích động ném khăn trong tay rồi ôm lấy hứa triển cùng chen chúc trên chiếc ghế vào kỳ nghỉ đông đấy đúng là em bị nhốt trong hầm nhưng em khóc ghê quá chưa đến nửa tiếng anh đã thả em ra rồi còn lần sập hầm mà em nói là lúc chúng ta bỏ nhà đi vào một năm sau Anh nghĩ em quên anh rồi Chỉ có anh là thằng ngu Nhớ em mãi không quên được Rồi cuộc em bị làm sao Chỉ nhớ xáo trộn lung tung Một năm đấy Sao em nói quên là quên được Cứ chỉ nghe Uông Nhất Sơn Nói hóa ngu ngơ Cô thấy có điều bất thường Sau khi ra viện không hiểu sao Mẹ chuyển cô sang một trường tiểu học khác Hơn nữa còn nhảy khối hại cô chật vật học theo các bạn Có điều lúc ấy còn nhỏ có nhiều câu chuyện khác bị xáo trộn trong trí nhớ chẳng nhẽ cô thực sự bị mất trí nhớ của một năm đấy cô cảm thấy không phải là uông nhất sơn nói linh tinh nên cau mày hỏi bỏ nhà đi á à? tại sao tôi bỏ nhà đi cùng anh lần này uông nhất sơn không nói gì anh ta chỉ nhìn mặt sông khẽ sao động hồi tưởng câu chuyện năm đấy năm đó một lần vô tình nghe trộm họ biết từ bố mẹ mình một chuyện thì ra họ có khả năng là anh em Hứa Triển rất mừng Nghĩ mình có anh trai nên vui ra mặt Nhưng Uống Nhất Sơn không hài lòng chút nào Không hài lòng là vì con ốc sen nhỏ này Biến thành em gái mình Vì vậy cậu ta kéo cô diễn vở bỏ nhà đi Có điều kết cục quá thảm hại Lúc ấy cậu ta làm ầm lên một trận với bố Ở trong bệnh viện Gầm gào đòi dẫn hứa triển theo Nếu như nó là em gái con Sao không đưa nó đi theo Bố vẫn luôn nuông chiều cậu ta Giờ cho cậu ta phát tác. <laughs> Nhớ kỹ đây Mày không có em gái Nếu mà nói linh tinh trước mặt mẹ mày Để xem tao có đánh chết mày không Sự hùng dữ của bố khiến U Nhất Sơn khiếp hãi Cô ta mơ hồ cảm thấy Thân phận không ngờ của cô em gái Đồng nghĩa với việc cậu ta và ốc sen nhỏ Không thể ở bên cạnh nhau Cho dù là anh em cũng không được Khi lớn lên một chút Do cuộc U Nhất Sơn cũng biết Mẹ hứa triển là người thế nào Đó là người lẳng lơ quyến rũ bố cậu ta Là đối tác phóng túng cùng bố Khi mẹ cậu ta không ở đấy Thậm chí hứa thu mạn Còn trải qua đêm cuồng hoan với ba người đàn ông Hứa triển Chính là kết quả của sự dâm đãng đó Cô là đứa bé Không được chúc phúc khi chào đời Sự tồn tại của cô là nỗi sỉ nhục cho bố cậu ta Là căn nguyên mọi sự xáo trộn Ở gia đình cậu ta Là đề tài không được nhắc đến Không được đề cập đến Không được nghĩ đến Nhưng mà chính cậu ta cũng không hiểu tại sao Lâu như vậy rồi không quên được thứ nghiệp chủng đó Dịp nhà trường cho nghỉ cậu ta lén trốn về huyện để nhìn thấy cô cậu ta thấy cô lớn hơn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là một đứa trẻ nhưng lại là một tiểu thương mà chạy khắp các ngõ to nhỏ bán hàng cô gái đó có thể là em gái cậu ta có thể trong người mang dòng máu giống cậu ta mỗi lần ngồi trong xe qua tấm kính cửa sổ cậu ta lén nhìn bóng dáng cô ở con phố bên kia từ kỷ niệm đẹp đã bị bụi phủ lại trở nên sống động lạ thường Đôi tay linh hoạt kia từng tóm chặt lấy góc áo cậu ta Cái miệng cất tiếng dao kia Từng nở nụ cười toe toét với cậu ta Còn cắn một miếng to và que kem cậu ta đang ăn dở Đôi mắt to tròn kia Từng ngưỡng mộ nhìn cậu ta mò được cá dưới sông Sau đấy còn bắt trước điệu bộ người lớn Híp lại rồi dạy dỗ cậu ta Này, thầy bảo không được tắm mau đâu Anh mau lên đây đi, đừng chơi nữa Còn nữa, cẩn thận á Quỷ sông lôi anh xuống đấy Triển 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 của anh đã bao nhiêu lần cậu ta muốn đẩy cửa xe, muốn chạy đến gặp cô. Bố cậu ta không chấp nhận cô thì có sao đâu? Coi như chỉ có mình cậu ta thì cũng có thể cho cô bé kia cuộc sống tốt. Nhưng lúc đẩy cửa xe, cậu ta nặng nề kéo cửa lại. Cậu ta cảm giác nếu nhận ra cô sẽ có vài thứ thay đổi. Sau này cậu ta đủ dũng cảm đứng trước mặt cô gái bán kem, kích động há miệng để gọi tên cô. Nhưng cô ngẩng đầu, hình như thấy người lạ mà xin lỗi. À, ngại quá, hết kem rồi. Tôi phải dọn quay Thì ra chỉ có mình cậu ta nhớ mãi không quên Còn cô đã quên sạch Một khắc ấy cậu ta vô cùng xấu hổ Cho nên tức giận đá cái hộp xốp đựng kem ra một bên Cô gái mổ miệng đánh đá như hồi bé Vẫn răng mắng chửi Mà cũng rất hợp với xuất thân của cô Không phải lúc ấy cậu ta rất may mắn sao Nhận thân quen với cô bé trợ búa như vậy Thật quá mất giá trị Nhưng tại sao bao năm trôi qua Cậu ta vẫn không khống chế được mà lén đi gặp cô ghi lại từng khắc cuộc sống vất vả của cô từ lúc nào ủ nhân sơn phát hiện mình phát sinh tình cảm không nên có với cô anh ta không nhớ anh ta chỉ nhớ rõ cảm giác tội lỗi nó chèn ép khiến anh ta không thở nổi vì vậy anh ta chạy trốn ra nước ngoài dù việc học hành vất vả là mê mụi chính mình nhưng mỗi đêm anh ta mở chỗ ảnh trong điện thoại đôi lúc vừa nhìn vừa dùng tay giải quyết ham muốn bản thân nỗi tuyệt vọng sau mỗi lần đó đi cùng với nỗi hổ thẹn nhục nhã anh ta không thể nảy sinh dục vọng với em gái mình Nhưng có phải Càng là thứ không có được Lại càng ham muốn mãnh liệt Vì vậy cuộc sống của anh ta Dần dần trở nên phóng túng Dường như chỉ có vậy mới có thể che lấp Hố sâu thâm thẳm trong tâm trí Về nước anh ta cố không chế mình Không nhớ đến cô Không đi hỏi thăm tin tức của cô Lại càng không muốn đi gặp cô Mặc cho trái tim mục nát Ở trong xó xỉnh Ở cái hồ nhảy nhụa Của mối quan hệ ruột thịt một buổi chiều chính lúc anh ta không đề phòng cô xuất hiện một cách bất ngờ ngay trước mắt anh ta một giây đó anh ta thậm chí tưởng mình sinh ảo giác em là hứa chuyện hẳn nhiên cô gái tỏ ra chần chừ trước lời chào hỏi của anh ta sững sờ hỏi một câu hả ý trời đây chẳng phải ý trời sao anh đã cố gắng hết sức né tránh cô nhưng ông trời đưa cô đến trước mặt anh ta giây phút ấy tâm trí anh ta như bị con quỷ ẩn nấp bấy lâu chiếm giữ. Tim anh ta đập loạn nhịp, ý cười trên mặt sâu hơn. ờ, à, thì ra đúng là em. sao? không nhận ra anh à? đang nói chuyện, anh ta cởi áo khoác, kéo thấp áo để lộ vết sẹo hình bán nguyệt. cô gái sửng sốt, sau khi vỗ chán thốt lên, ơ, à, chó ghẻ. chó ghẻ, lòng anh ta trầm xuống. cô ấy chỉ nhớ cái này thôi sao? cái gọi thân thiết anh tiểu sơn bị chó gặm mất rồi à? Có lẽ là do gương mặt anh ta khó nhìn Anh ta thấy cô cười khúc khích ngượng ngùng vỗ chán Thấy cô cười đến cứng gò má Anh ta rất khoát giơ tay Anh là Uông Nhất Sơn Đã lâu không gặp Cô không bắt tay anh ta Trong nháy mắt không giấu nổi vẻ gây sợ Chết tiệt Cô có tư cách gì gây sợ anh ta Anh ta cố giữ về mặt bình tĩnh Chậm rãi thu tay lại đút vào túi quần Điềm đạm nói Em là sinh viên ở đây Học ngành gì thế nhưng cô không trả lời lúc đấy đáp lại thì sẽ vô cùng vụng về cho nên chỉ có thể bỏ chạy xem ra lần gặp này không khiến cô vui vẻ là phản ứng quá rõ ràng của mình khiến cô ấy sợ đã khiến cô ấy thấy được suy nghĩ kinh khủng trong đầu mình hình như cô ấy quên mình hoàn toàn rồi như vậy cũng tốt coi như không quen biết có lẽ nào cô ấy không có quan hệ huyết thống với mình vậy cứ coi cô ấy là người con gái bình thường để cô ấy từ từ lĩnh hội sự sung sướng của dục vọng giống như mẹ cô ấy, biến cô ấy thành một người đàn bà thực sự. Tựa vào cửa xe, trong lòng anh ta đang đấu tranh dữ dội, có sự vui sướng như điên, có sự áp lực nặng nề. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, anh ta chợt thấy cô đứng ở ban công ký túc. Cô lén lén, trốn sau giá phơi đồ, còn tưởng anh không thấy cô sao? Nhất thời, hai mắt anh ta híp lại, chậm rãi nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng hiếu. Hứa triển à, em không thoát được đâu. Từ hôm đó, Hứa Triển nhất quyết không chịu vào bếp. U Nhất Sơn đã nghĩ ra một cách, dựng một lò nướng ngay trước sân biệt thự, gọi vệ sĩ ra mổ cá, rồi tự phết muối tiêu lên nướng trên than hoa. Chẳng mấy chốc mùi thơm đã bay ra khắp nơi. Nướng xong con cá vàng óng, U Nhất Sơn cắt một miếng bong bóng cá, đặt vào đĩa của Hứa Triển. Sau đấy tự tay mở chai rượu ướp lạnh mà vệ sĩ mới mang tới. Gió mát hay hay, nhìn những ánh tà dương cuối cùng ẩn hiện sau dãy núi xa xa, thưởng thức cá nướng thơm giòn, người hương thơm ngát của sen trong hồ Dùng ngượm rượu mát lạnh Giải tỏa nỗi mệt mỏi Thực sự là chuyện mỹ mãn nhất đời Không biết là vì sao Mấy cô y tá vừa trông thấy ông chủ uống rượu liền biến sắc Lấy gớ trốn về phòng Uống nhất sơn Uống rượu không nói làm gì Còn nửa ép, nửa lừa, hứa chuyển uống Đợi đến khi cô nàng đỏ mặt, đầu lưỡi líu díu Ngờ ngờ ngác ngác, xoa đầu ngón chân Uống nhất sơn hôn cô một cái lên chán Rồi bế cô về phòng, Mấy ngày qua còn bận tâm đến cái chân đau của cô Ô Nhất Sơn tự nhận là đã khống chế tới mức tối đa chuyện phòng thè Nhưng giờ cô nàng xe rượu như một quả dương mai tẩm đầy rượu vang đỏ Quyến rũ người ta phải cắn vài miếng Nghĩ vậy đôi môi mỏng sấn tới Nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh Cô cao mày rụt người dáng vẻ như đang rất buồn ngủ Nhưng Uông Nhất Sơn đang hưng phấn Cho nếm thịt sao chịu rung chuông thu binh Cười bỏ quần áo mỏng của cô xong Anh ta không thể chờ thêm nên đã lao đến. Anh ta từng nghĩ chỉ cần chiếm được cơ thể thì sẽ dập tắt được tình cảm lạ thường trong lòng. Nhưng tại sao cứ như là bị trúng kịch độc, không có thuốc giải, chỉ có thể tuyệt vọng tiếp tục. Ngực hứa triển hình như to hơn trước đây, làn da trắng mỏng đến độ có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ. Dưới bụng là bụi cỏ rậm rạp, giữa hai bắp đùi chính là khu vườn bí ẩn tuyệt đẹp. Ông Nhất Sơn đã quen với việc dùng lưỡi, nhấm nháp chỗ đấy, khi cô gái nhỏ bùn rủn chân tay, Lúc đầu lưỡi cản rỡ đi vào Mật ngọt đã tuôn ra Chạy qua khe mông thấm xuống ga giường Đáng tiếc là chén thuốc độc của ngày hôm nay Không được uống rồi Anh ta chưa kịp cởi quần Thì đã nghe thấy có người gọi từ đằng dưới Hứa triển, hứa triển ơi Giọng to đến nỗi khiến hứa triển đang ngả ngả say phải mở mắt Sau đấy là tiếng lộc cậu ở cầu thang Uống Nhất sơn chưa kịp ngẩng đầu lên Từ giữa hai chân hứa triển Một cô gái đã đẩy cánh cửa không khóa vào Hứa triển Nhìn người vừa vào bằng ánh mắt mông lung Ơ, ờ, quách lâm lâm Cô sợ hãi con người Đầu gối đập trúng mắt ồ nhất sơn Người vừa vào chính là cô nàng quách lâm lâm Cô nàng vừa khóc vừa xông vào trong Còn chuẩn bị lao về phía hứa triển Nhưng mà không ngờ ở đây Đang diễn ra cảnh không thích hợp cho trẻ con Hứa triển trong tình trạng quần áo không chỉnh tề Hai chân dang rộng Còn u nhất sơn thì mặt như quả táo đỏ rực Đôi mắt trợn trừng cô nàng xấu hổ không biết nên đi vào hay đi ra nữa lý phong đi theo ngay sau cô nàng nhanh tay nhanh mắt kéo cô nàng ngốc nghếch ra ngoài ông nhất sơn nghiến răng kéo chăn bọc kín hứa triển rồi bụ bộ bên mắt và giống ẩm lên với người ngoài cửa Đã bảo hai người ngày mai hãng đến cơ mà lý phong bớt đăng dĩ nhíu mày thì cô nàng này khóc như nước chảy khỏi ấm ấy gào lên đòi gặp hứa triển ông thương thằng bạn này một cái cho cô này cất túi nước mắt đi Nói xong anh nắm lấy bả vai quách lâm lâm và trách Tôi đã bảo cô đừng chạy lung tung rồi Mắt bị chọc mù chưa Cô đang nói chuyện Không đợi uông nhất sơn phun ra lửa Lý Phong kéo cô nàng xuống tầng dưới Quách lâm lâm đến đột ngột Bắt gặp cảnh tượng hoành tráng Quả thật khiến hứa triển như được uống bát canh giải rượu thượng hạng Lý Phong khen cá nướng thơm Vừa nói vừa lôi uông nhất sơn Còn đang giữ vẻ mặt thối hoang xuống sân uống rượu Hứa triển bưng trả xanh ra Kéo quách lâm lâm đến cạnh bộ bàn ghế mây Ở ban công tán gẫu Hứa triển ơi Tên Lý Phong kia không phải người đâu Quách lâm lâm vừa nói vừa khóc nức nở Xem ra thần tượng trong lòng cô nàng sụp đổ rồi Hứa triển nghe thế Tâm trạng trùng xuống Bộ vàng kéo tay cô nàng Sao anh ta làm gì cậu à Quách lâm lâm vừa khóc vừa nói Anh ta làm tớ sợ chết mất thôi ấy Sau khi cậu đi anh ta nhốt tớ trong phòng thẩm vấn Đập bàn loạn cả lên còn còng tay tớ nữa hỏi cung đúng một ngày không cho tớ ăn cơm nữa cơ hứa triển bóc chặt tay cô nàng thế anh ta có làm gì cậu nữa không quách lâm lâm mở to hai mắt thế đã đủ sợ rồi mà có làm gì nữa cậu biết lúc đây tớ đói thế nào không suýt nữa là tớ gặp đèn gặp bàn đấy sau đấy thì sau đấy thì anh ta dọa là thả tớ sông trung đông còn cho tớ xem đoạn phim máu me be bét be nữa lúc tớ nhắm mắt không xem bị anh ta bóp tay anh ta nói là tớ phạm tội bao che phải bị ăn đòn cầm gửi đến ngày thứ ba thì hứa chuyện ơi tôi xin lỗi tớ cái gì cần nói tớ nói hết rồi ngay cả chuyện cậu nhờ tớ gửi trang sức hộ ấy nói xong quay lâm lâm òa khóc vì sự ái nấy khi đã bán đứng bạn hứa triển thì lại thở phào nhẹ nhõm xem ra lý phong học cùng một thầy với uông nhất sơn biết đủ trò để dọa nạt những cô gái ngây thơ cũng không thể trách quay lâm lâm được cô nàng vốn nhát gan chống cự được ba ngày là đã nhiều lắm rồi Cô tiện tay cầm khăn lau nước mắt cho Quách Lâm Lâm Hơi nghiêng đầu rồi nói Không sao đâu Trung ương đảng sớm nhìn ra tư chất phản bội của cậu Cho nên không trông cậy vào việc cậu có thể bảo vệ cơ mật Đồng chí Quách này Cậu giữ chân địch thành công Mặc dù thay đổi lập trường nhưng vẫn là đồng chí tốt Tuy nhiên lần sau nếu có chuyện như vậy nữa thì đừng chống cự Đòi bọn họ ít tiền rồi có gì nói hết ra Quách Lâm Lâm nghe xong càng ánh náy hơn Ngẫm nghĩ một lúc Cậu lừa người ta Đều tại tớ cả thôi nếu tớ nếu không do tớ tên Vũ ngất sơn kia đã không tìm ra cậu rồi hứa triển tỏ vẻ khinh thường vỗ đốt một cái vào đầu cô nàng thôi nào đúng là không phải tại cậu đâu có điều tên lý phong kia đích xác không phải người sao cậu lại đi cùng anh ta đến đây không phải cậu sắp kết hôn à lý phong gọi tớ đến đây làm phù dâu mà nói xong cô nàng thấy hứa triển rất ngạc nhiên ơ ờ, sao thế cậu không biết là cậu sắp kết hôn à Đương nhiên là Quách Lâm Lâm biết hứa triển không thích Uông Nhất Sơn Nhưng cô nàng không nghĩ chuyện kết hôn có gì to tát Cũng lắm là hai người thương lượng với nhau ổn thỏa Nhưng cô dâu hứa triển hoàn toàn không biết gì cả Đến đây cô nàng liên tưởng tới cảnh vừa rồi Rất có tính khiêu chiến với quan niệm của cô nàng Chỗ đó sao có thể hôn chứ Cứ cho là vợ chồng thì cũng không thể được Lưu manh, đúng là lưu manh Quá vô liêm sỉ Cảm phẫn quá, Quách lâm lâm ôm mặt quát lên như đọc thần chú Ông Nhất Sơn và Lý Phong ở dưới sân cũng nghe thấy. Đến khi Quách Lâm Lâm phát hiện Uông Nhất Sơn đang hung tợn nhìn mình, lá gan to đùng ban nãy co rụt lại, dáng vẻ khiến Lý Phong cười ẩm cả lên. Hứa Triển cười lạnh trong lòng. Mấy hôm trước Uông Nhân Sơn bắt cô ký cái gì đấy, rốt cuộc cô đã biết, nhưng không nên biểu hiện rõ ràng trước mặt Quách Lâm Lâm. Chuyện xảy ra quá nhiều rồi, cô không muốn liên lụy đến bạn, cũng không muốn để cô nàng lo cho mình. À, đương nhiên là tớ biết chứ. Có điều là tớ không nghĩ anh ta gọi đến cậu phải rồi Lúc cậu về huyện có nghe tin tức gì về mẹ tớ không Thấy quách lâm lâm lắc đầu Hứa triển bưng tách trà lên uống một ngủ Trước đây cô không thích uống trà Cuộc sống đã đủ khổ rồi Sao phải uống loại nước đắng ngắt này Nhưng bây giờ cô đã phát hiện ra Càng đắng lại càng có thể làm người ta tỉnh táo Nếu thưởng thức từ từ Thì còn có thể thấy được vị ngọt ngào Lại thoáng thấy cảm giác hạnh phúc Không có sự đồng ý của Uông Nhất Sơn Lý Phong không thể nào đưa Quách Lâm Lâm đến gặp cô Cách thông báo tin kết hôn này thật đặc biệt Không dám đối mặt nó với cô Có phải vì sợ cô lại bỏ ăn bỏ uống Làm ấm lên một trận Hay là mượn Quách Lâm Lâm để áp đảo tinh thần cô Nếu không nghe lời Anh ta xử lý người nhà và bạn bè cô Chỉ với một tờ giấy trói buộc Anh ta đa giam cô một cách hợp lý Chuyện đó với chuyện cô bị anh ta trêu đùa lúc này có gì khác nhau đâu Điều duy nhất cũng nghĩ đến lúc này Trước khi cưới anh ta Liệu cô có được gặp mẹ một lần lý phong cười đủ rồi mới quay ra hỏi uông nhất sơn để kết hôn thật đấy à ông suy nghĩ kỹ chưa còn trẻ đấy chơi bời đủ chưa uông nhất sơn không nói gì cầm cốc rượu uống một hơi cạn sạch sau đấy lý phong nhất quyết lôi quách lâm lâm còn đang quyến luyến ra về uông nhất sơn nín thở chờ câu trả lời của hứa triển hứa triển tỉnh táo nói có thể kết hôn với anh ta nhưng muốn gặp mẹ khi ấy uông nhất sơn thở phào nhẹ nhõm sau đấy trầm mặc cuối cùng gật đầu Cuối cùng là cô dâu hứa triển cũng biết Lễ cưới của mình được tổ chức vào tháng sau Địa điểm không phải ở trong nước Mà là một hòn đảo nhỏ thuộc Hawaii của Mỹ Bạn bè của ông Nhất Sơn gần như có ở khắp nơi Nghe nói hòn đảo này mới được một người bạn của anh ta mua Nhân cơ hội này Anh ta muốn tổ chức đám cưới đặc biệt Trong phòng ngủ của căn biệt thự nhỏ Hứa triển đang thử bộ áo cưới mới Được chuyển từ Pháp về Đây là bộ váy cưới của Vera Wang Kiểu dáng độc đáo tao nhã Được xếp tầng bởi nhiều lớp von mỏng từ đầu đến chân toát lên vẻ sang trọng cao quý, khi nữ triển mang một vẻ hoàn toàn khác lạ. Ung nhất sơn luôn hào phóng với mặt vật chất, ngay cả trang phục cho phủ dâu quách lâm lâm cũng là bộ váy hồng cùng nhãn hiệu. nhưng quách lâm lâm chứng kiến, cô gái mặc bộ váy xa xỉ và vấn tóc cao trong gương, không hề nở nụ cười hạnh phúc. Hứa triển vẫn lo ung nhất sơn sẽ nuốt lời, nếu anh ta nhất quyết không cho cô gặp mẹ, cô có thể làm gì anh ta chứ? Ông nhân Sơn vẫn lừng khừng một thời gian, thật ra là mượn gió bẻ măng, có cách cớ lăn qua lăn lại trên giường với Hứa Triển. Hứa Triển biết anh ta chỉ ưa mềm chứ không thích cứng, nên đành để mặc anh ta làm đủ trò rằng bậy. Ít lâu sau đấy, anh ta gọi trợ lý ra sân bay đón mẹ Hứa Triển. Khi thấy mẹ bước vào biệt thự, cô thực sự thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức nhào đến ôm lấy Hứa Thu Mạn. Đã lâu không gặp, những nét già nua trên mặt mẹ cô không thể che đi được. Mái tóc hay búi sau đầu đã điểm hoa dâm Mẹ Cô gọi một tiếng xong Không biết nói gì nữa Hứa thu mạn cũng vậy Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt điểm nếp nhăn Uông Nhất Sơn rất khách sáo với mẹ vợ tương lai Trước mặt hứa triển Anh ta vừa rót trà vừa hỏi thăm Nhưng hứa triển phát hiện ra Mỗi khi Uông Nhất Sơn nói chuyện với mẹ cô Thân thể anh ta đều có chút cứng nhắc Thấy Uông Nhất Sơn ngồi xuống ghế có vẻ như định nói chuyện cùng hai mẹ con cô hứa triển cắn môi nói với anh ta em muốn nói chuyện với mẹ một lát uống nhất sơn không nhúc nhích nhìn hứa triển chằm chằm hứa triển cũng không chịu thua chừng mắt nhìn anh ta cuối cùng uống nhất sơn nhượng bộ chậm rãi đứng dậy và nói với bà hứa cô với triển triển cứ tâm sự đi lát nữa cho gọi hai người xuống ăn cơm đợi uống nhất sơn đi rồi hứa triển kéo tay mẹ mình thì thầm mẹ ơi Dạo này mẹ thế nào? Hứa thu mạn cố nén nước mắt Ờ, à, ổn con ạ à? Còn con, phải chịu khổ rồi Hứa chỉ biết, thời gian của mình và mẹ có hạn Chỉ có thể nói ngắn gọn, nên hỏi thẳng mẹ luôn Mẹ, mẹ có thể nói cho con biết không? Dù cuộc là con với Uông Nhất Sơn Đã xảy ra chuyện gì? Cho dù mẹ không nói, cô cũng mang máng đoán được chuyện năm đó Đã khiến mẹ đau buồn mức nào khi mẹ khóc thất thanh nghẹn ngào kể ra chuyện năm đấy hứa triển chỉ cảm thấy ruột gan mình nhưng bị lửa nóng nung đốt là dạng cầm thú như thế nào mới có thể phá hủy cuộc đời của một cô gái như vậy còn cô lại chính là kết quả của cuộc cưỡng bức hung bạo đó trong người cô mang dòng máu không sạch sẽ hứa triển cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đấy bóp nghẹt thở mạnh thế nào cũng không ra cô nhìn người phụ nữ yếu đuối và đáng thương trước mặt Năm ấy suy nghĩ dường như thế nào Mới khiến bà quyết định sinh cô đây Mang thai, sinh hạ Và kiên cường nuôi cô khôn lớn Cô từng oán giận mẹ đã bỏ quên mình Sau khi sinh em Nhưng giờ nghĩ lại cô cảm thấy Tình yêu mẹ cho đi quý giá nhường nào Giờ phút này Hình ảnh mẹ ngồi cặm cụi Khâu váy dưới ánh đèn không sao xua đi được Triển triển à Con không trách mẹ chứ Nếu không bị uông nhất sơn đột ngột xuất hiện Mẹ thực sự hy vọng cả đời này Con không biết câu chuyện này Hứa triển Ôm cổ hứa thu mạn Chặn ngang lời tự trách của bà Mẹ à, mẹ đừng nói gì nữa Mẹ không làm gì sai cả Triển à, chuyển triển ơi Con không phải lo gì đâu Mẹ và em con ổn cả Có điều bây giờ con đã rõ chưa Con tuyệt đối không thể lấy uông nhất sơn được Nghe xong Hứa triển trầm mặc Cô cầm lấy chiếc khăn tay trên bàn cẩn thận, lòng nước mắt cho mẹ. Mẹ, mẹ còn nhớ lúc con còn bé không? Nhà hàng xóm có một ông béo hay đứng ở cửa gọi con sang nhà ông ta ăn kẹo đường ấy. Hứa Thu Mạn sửng sốt, không hiểu sao con gái nhắc đến chuyện này. Vì chuyện của mình, bà luôn trông chừng con gái cẩn thận, luôn dặn con không được tùy tiện sang nhà người khác. Hơn nữa ở nhà bên có lão già độc thân gần 50 tuổi, lúc nào cũng thích trêu ghẹo bọn trẻ con, bà ta cực kỳ đề phòng lão ta. Mặc dù con không ăn kẹo đường của ông ấy Nhưng có những đứa con gái khác sang đó Nhưng mà lúc về Bọn nó thường khóc với con Con hỏi làm sao cũng lắc đầu không nói Có một đứa thân với con đã nói rằng Lão béo kia thỏ tay vào trong quần nó Cho nên hôm sau Con đã lén đặt một cái bẫy chuột Trước cửa nhà lão Kết quả lúc sáng đi ra khỏi nhà Lão bị bẫy kẹp trúng chân Lão ấy tức sôi máu chửi ầm cả lên Thế nên con bị trường đại hiền đánh cho một trận Lúc ấy ai cũng bảo con nghịch dại Thật ra con bị đánh Nhưng con không hối hận tí nào hết Ngày thế Hứa thu mạn toát mồ hôi lạnh Nhớ tên lão béo từng làm hàng xóm với mình 5 năm Bà không khỏi nghĩ lại chuyện con gái Lúc ấy có liên tục hỏi con gái Có sang nhà lão ta không Sau khi nghe con gái cam đoan Bà thở dài một hơi Rồi không bắt con nói nguyên nhân sự việc Hứa triển nắm tay mẹ Mẹ à Mẹ không phải lo cho con đâu Ông Nhân Sơn đối xử với con rất tốt, trong ông ấy lạnh lùng nhưng tuyệt đối không đánh phụ nữ như Trương Đại Hiền. Còn lão xúc Sinh Uông Dương, quan hệ của ông Nhân Sơn với bố anh ấy không tốt, con cũng không có nghĩa vụ phải hầu hạ bố chồng. Mẹ càng không phải lo chuyện con chạm mặt ông ấy đâu. Thì con đi mẹ, con sẽ cho mẹ nửa đời về sau không phải lo chuyện cơ máu nữa. Hứa Thu Mạn không ngờ rằng sau khi mình nói hết chuyện cũ hứa triển lại vẫn cứng đầu muốn lấy uông nhất sơn bà hơi sững sờ muốn mở miệng mắng hứa triển nhưng không biết mắng gì bà sửng sốt lúc lâu chờ thấy con gái mình bình tĩnh gọt táo cho mình con gái bà lớn thật rồi trước kia đều là bà gọt táo vậy mà bây giờ bàn tay khéo léo gọt được một vòng dài vỏ táo đôi tay đó thật đẹp thon dài trắng mịn không giống những ngón tay thô giáp như cảnh củi khô của bà cuộc sống an nhàn mới là thứ mỹ phẩm tốt nhất của phụ nữ. Dù sao thì hứa triển không có quan hệ huyết thống với Uông Nhất Sơn. Chàng trai kia đúng là rất xuất sắc. Giả thế hoành tráng, nếu như anh ta không phải là con trai của Uông Dương, có lẽ bà mẹ vợ như bà sẽ vui mừng đến nỗi mất ngủ. Con gái bà sinh ra trong gia cảnh nghèo khổ, khó tránh khỏi khát vọng, chim sẻ hóa phượng hoàng. Gặp được chàng trai như vậy, sao lại không động lòng? Câu chuyện quá khứ khiến người ta buồn nôn chẳng phải bà vẫn muốn con gái hoàn toàn quên đi sao hôm nay con gái bà không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi câu chuyện đó vậy như hẳn là nên vui mừng nghĩ vậy bà lại nhớ đến tròn được cười mình muốn đi giết uông dương lại không khỏi phiền muộn nếu uông dương bị mình giết chết thì đúng là nhân duyên của con gái đã bị mình phá hoại rồi đến lúc đấy triển triển có hận mình không cứ như vậy bất chợt nghe thấy chuyện con gái đi làm dâu nhà họ uông Bà có cảm giác phiền muộn sẽ lẫn uất ức khó tả cảm giác ấy lặp đi lặp lại đè nặng áp lực trong lòng bà hôm đấy hứa thu mạn không ở lại lâu lúc hai mẹ con tạm biệt nhau u nhất sơn cũng đi ra với vẻ mặt bình thường chỉ có điều lúc nhìn hứa thu mạn thì luôn không được tự nhiên trước khi đi hứa triển lấy tấm thẻ mà u nhất sơn cho ra nhét vào tay mẹ điểm tiếng anh của em con không được tốt bây giờ con cũng không kèm nó được Mẹ mời gia sư đi Mua thêm ít quần áo cho mẹ nữa Cái này là của mẹ Mẹ đừng đưa cho Trương Đại Hiền Hứa thu mạng đặt tấm thẻ lên bàn Triển triển à Đây không phải là tiền của mẹ Mẹ không cầm được đâu Khổ thế nào mà chả sống được Bây giờ ổn hơn trước nhiều rồi mà con Còn con đấy Tự chăm sóc mình đi Nếu bị ấm ức thì cứ về nhà Lúc nào cũng còn dư bát đũa đấy Nói xong, hứa thu mạn liền quay người lên xe, Úng Nhất Sơn đứng cạnh cửa xe Chờ bà hứa lên dặn dò tài xế đưa bà về cẩn thận Rồi đóng cửa lại Nhìn theo chiếc xe đang tiến khỏi ra biệt thự Đột nhiên hứa triển hỏi <laughs> Vừa rồi đứng ngoài cửa Nghe rõ không Úng Nhất Sơn chẳng cần suy nghĩ Anh ta không trả lời Anh ta chẳng cần nói cho hứa triển rằng Cả căn biệt thự này có thiết bị giám sát Cho dù ở thư phòng dưới tầng Anh ta vẫn có thể thấy rõ cảnh ở tầng trên Mãi sau Anh ta chậm rãi nói lần cưới này bố anh không tham gia đâu em có thể yên tâm đưa bác gái và em trai em đến hứa triển nhảy miệng cười. cười tại sao chẳng lẽ tôi là con dâu xấu nên không thể gặp bố mẹ chồng à uông nhất sơn khẽ nhíu mày không nói gì uông nhất sơn sau này tôi chẳng chạy thoát được nhưng anh đã nghĩ kỹ chưa anh thực sự muốn lấy tôi à uông nhất sơn không chất phác như mẹ cô nếu như anh ta nghe lén cuộc trò chuyện của hai người Sao không đoán ra tâm tư của cô Còn cô Lại càng không muốn nhu nhược thiện lương như mẹ Nếu như chỉ mình cô bị trẻ nét Kiểu gì cô cũng chịu được Nhưng đám cầm thú đã nợ mẹ cô một món nợ nặng Cho dù cô phải liều mạng Cô cũng sẽ đòi lại Đột nhiên Uông Nhất Sơn đưa tay Sợ đầu hứa triển mỉm cười. cười, Đương nhiên rồi Trừ anh ra Em còn có thể lấy ai được nữa Anh còn muốn xem Xem em răng cái bẫy chuột thế nào Lòng dạ Ung Nhất Sơn thâm sâu Hứa triển biết rõ điều này Lúc trước cô có thể hợp tác thành công với Bạch Gia Nạc Để gài bẫy anh ta Hoàn toàn là do may mắn Nỗi hận với bố con họ Cô không giấu được Chỉ bằng cứ nói ra Nghĩ đến ánh mắt khinh miệt của Ung Nhất Sơn với mẹ cô Cô nắm chặt tay Cắm mạnh móng tay vào da thịt Ung Nhất Sơn nắm tay cô Gỡ từng ngón tay ra Thời gian trước Mẹ của em có đến tìm bố anh hứa triển nghe thế mở to hai mắt trong lòng có chút bất an bà ấy lén cầm dao đâm bị thương bố anh hứa triển càng căng thẳng cô hỏi lại mẹ tôi có sao không nhà anh có báo cảnh sát không u nhất sơn lắc đầu <laughs> nếu báo cảnh sát hôm nay em được gặp bà ấy sao thấy cô không nói gì u nhất sơn nhẹ nhàng nâng cảm cô lên trước đây đúng là anh không biết rõ chân tướng nhưng đừng hy vọng anh ấy nói về chuyện của ông bà ấy Mẹ em là người hồ đồ Xem xem bà ấy đã làm những gì đi Bà ấy khiến đứa con gái mình sinh ra thật thê thảm Là đến quấy nhiễu Cuộc sống của anh nữa Hứa triển như sắp nổi điên Anh là đồ khốn Anh giống hệt bố anh Cô lao đến định đánh Uông Nhất Sơn Nhưng bị tay anh ta tóm chặt lấy cánh tay Chị Triển à nào? Em muốn làm một cô gái thông minh thì phải hiểu rõ Đừng có giống mẹ em Đừng ngoan hiền làm người nội trợ tốt xấu gì cũng phải chơi được hết Hứa triển trừng mắt nhìn Uông Nhất Sơn Thực sự muốn đập nát về mặt tươi cười như hoa của anh ta Có điều rốt cuộc là anh ta có ý gì Sau khi đi được vài ngày Giấc ngủ đêm của hứa triển không tốt Mấy lần tỉnh lại khỏi ác mộng Cả người đẫm mồ hôi Thấm ướt cả ga trải giường Uông Nhất Sơn luôn ôm cô Nhẹ nhàng vỗ sâu lưng cô như một đứa trẻ Nếu còn đang trong mơ Hứa triển ngoan ngoãn dựa vào ngực anh ta Như con mèo nhỏ mà nếu tỉnh táo lại Cô sẽ đẩy mạnh Uông Nhất Sơn Ưng bướng rụt vào một bên giường Mỗi lúc như thế Uông Nhất Sơn lại xuống giường Đứng trên ban công Hút hết điếu này đến điếu khác Thường thường sáng dậy Hứa triển phát hiện ra Đến bảy tám mẫu thuốc lá ở ban công Rồi chẳng bao lâu Thời gian làm lễ cưới đã đến Uông Nhất Sơn thuê hai chiếc máy bay Đưa cả đám bạn đến hòn đảo nhỏ Hòn đảo này vốn không tên Nhưng vị chủ nhân mới đặt tên cho nó Đảo Lại Nhân cái tên thật tuyệt vời ngồi thuyền đến đảo điều đầu tiên đập vào mắt chính là bãi biển cát trắng nước biển xanh trong những áng mây trên trời hợp cùng một sắc với nước biển đặc biệt màu nước biển biến đổi tùy theo ánh sáng dường như biển rộng đang liên tục biến hóa bản thân từ màu xanh nhạt đến xanh trong xanh ngắt lại đến xanh thẫm cuối cùng khi mặt trời xuống những sự biến hóa ấy in sâu vào lòng người khiến người ta chỉ thầm muốn ngồi lại bên bờ cát mịn thêm lúc nữa chụp bức ảnh cục cảnh sắc tuyệt đẹp này. Khung cảnh nên thơ ấy đã bị đám khách khứa phá hỏng rồi. Hứa Triển và Uông Nhân Sơn đến trước khách khứa hai ngày. Ở bữa tiệc nhỏ được tổ chức trước lễ cưới, Hứa Triển phát hiện Bạch Gia Nặc cũng tới. Vị công tử đi cùng cô gái tóc vàng mắt xanh, vẫn trang phục thanh nhã, hoàn toàn nổi bật giữa đám đông. Thấy Hứa Triển, Bạch Gia Nặc để lại bạn gái, cầm ly rượu đến cạnh Hứa Triển. À, đã lâu không gặp hấp dẫn lên nhiều đấy Những lời này của bạch gian nặc Không được tính là tân bốc Lúc này hứa triển mặc chiếc váy hoa ngắn Quê ngực để lộ hai bắp đùi trắng nõn Mái tóc dài được búi cao tô lên cả gương mặt nhỏ nhắn Một cô gái quê mùa Có bao trải nghiệm trở nên quyến rũ động lòng người Bạch gian nặc phát hiện Mỗi lần gặp hứa triển Hắn đều cảm thấy cô nàng này đáng nhìn Nhất là đôi mắt to tròn Nhìn nhau nhau về phía hắn Hắn đều mơ hồ thấy tim đập nhanh hơn thấy đồng bọn đến chào hỏi hứa triển mỉm cười nhìn thoáng qua u nhất sơn đang nói chuyện với khách quý cô trả lời đã lâu không gặp mọi thứ ổn chứ mạnh rất nạc cười khổ à nhờ cô ban tặng uông tổng chúng uông tổng xuất chúng thành cổ đông của công ty tôi việc làm ăn của tôi liệu ổn không hứa triển cụp mắt vẻ mặt bất đắc dĩ tôi nợ tiền uông nhất sơn không cách nào cả chỉ có thể dùng cổ phần của anh tôi trong lòng Bạch Gia Nạc đã hiểu Con cáo U Nhất Sơn đã tìm được một con hổ ly Một con đực một con cái phối hợp Quả nhiên hãm hại tay đơn độc là hắn Nhưng mà lúc này Vẻ quyến rũ của con hổ ly Khiến ánh mắt Bạch Gia Nạc phải đi tuần một vòng Hắn đang định nói gì đấy với hứa triển Nhưng U Nhất Sơn đã đến Ôm mèo hứa triển rồi bắt chuyện À Bạch Tổng có đến tham dự lễ cưới của chúng tôi Thực sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này Bạch Gia Nặc lướt qua bàn tay đang ôm hứa triển của Ông Nhất Sơn, mỉm cười. <laughs> lễ cưới lúc nào cũng thú vị mà tham gia nhiều, có khi được xem cảnh không tầm thường nữa chứ. ví dụ cô dâu chạy trốn cũng không chán lắm. uống nhất sơn bị đá đều đương nhiên không chịu để yên. mày tổng vui vẻ tôi cũng được yên tâm. nói như vậy tác phẩm mà anh dốc hết công sức làm ra lại bị người ta mua với giá rẻ, chắc cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. có qua có lại hứa triển đã hiểu, cùng diện rối rắm mình gây ra được Uông nhất sơn thu dọn ổn thỏa không buồn nghe hai tên cá mè một lứa đấu khẩu hứa triển lơ đánh chuyển tầm mắt chợt nhìn thấy vị khách bất ngờ địch diễm thu thiệu phu nhân như được gió hawaii tôn lên khuôn mặt xinh đẹp một chiếc quần ống dài màu kem phối cùng chiếc áo sơ mi thanh lịch trông không giống phu nhân của một đại gia trung niên nhưng mà thực ra bây giờ cô ta trông có vẻ xứng hơn hồi đi bên cạnh cục trưởng thiệu hứa triển có chút kinh ngạc lại lập tức nghĩ đến màn bát gian mình sắp xếp có lẽ là đã phá hỏng chuyện tốt của địch Diễm Thu Có điều không biết sau đấy Cô ta có ly hôn với cục trưởng thiệu hay không Theo ánh mắt hứa triển Mày gian nặc nhìn thấy một đôi kia Nên lập tức liếc nhìn về mặt khó chịu của ông Nhất Sơn Mà mờ, mờ suy nghĩ Bí môi cười tươi giói Đúng lúc này Cặp đôi kia đi về phía hứa triển Không hiểu sao ánh mắt người đàn ông trung niên Nhìn hứa triển không giấu nổi vẻ chán ghét Ngay lúc hứa triển đang nghi hoặc Có một người ở ngay cạnh cô ra chào hỏi với ông ta. À, ông em Uông Dương, lâu quá không gặp. Dường như dòng máu trong người hứa triển đông lại tức khắc. Ông ta là Uông Dương, một trong ba tên xúc sinh hại đời mẹ cô. Nếu không phải trước đó, đã nghe nói ông ta nhiều hơn mẹ cô khoảng 5-6 tuổi, thì cô không thể ngờ ông ta cùng lứa tuổi với người mẹ khô héo của cô. Mái tóc dày đen nhánh, làn da bóng loáng, hẳn nhiên người đàn ông này sống cuộc sống vô cùng thoải mái. Chỉ riêng bọng mắt hơi sưng Cho thấy sự mệt mỏi của ông ta Ông trời ơi ông không có mắt sao Tại sao người ác như vậy lại giống an nhàn tự tại Không hề mảy mái suy nghĩ Giây phút ấy Hứa triển thực sự muốn cầm dao đâm chết lão già trước mặt này Người họ uông có gen tốt Mặc dù mấy tháng trước bị mẹ cô đâm một dao Nhưng bây giờ trong bộ cánh hàng hiệu Ông ta vẫn toát lên vẻ đạo mạo uy nghiêm Khi ông ta dẫn bạn bè giới thiệu con dâu là hứa triển Ánh mắt lộ vẻ chán ghét Nhưng miệng liến thoáng khanh của con dâu ngoan hiền Hình tượng hiền lành Thực sự chiếm được sự ngưỡng mộ của mọi người Ai cũng khen hứa triển có phúc Xuất thân tầm thường được vào nhà giàu Được ông bố chồng tốt Uống Nhất Sơn thản nhiên chào bố Tìm cơ hội ghé vào tay hứa triển nói nhỏ Này Em không định nổi đoá lên giữa bữa tiệc đấy chứ Hứa triển cố gắng Khống chế cơn tức Cầm lấy cốc đồ uống lạnh ở trên bàn Uống hơi cạn sạch Chờ khách hứa chào tạm biệt rồi về khách sạn Tân Hải Ở cạnh biệt thự nghỉ ngơi Người nhà họ Uông mới ngồi lại phòng khách Chỉ có điều không hiểu tại sao Địch Diễm Thu vẫn ngồi cạnh Uông Dương Hứa triển cũng hiểu ra trò đấy Nhưng Uông Dương đường hoàng dẫn cô ta xuất hiện ở bữa tiệc Vậy còn mẹ Uông Nhất Sơn đâu Không có người ngoài Màn trình diễn có thể dừng lại Sau khi Uông Dương nhìn phía hứa triển Lỗ mũi xì ra một hơi Rồi ông ta dựa đầu vào thành ghế Gương mặt tản ra luồng khí lạnh lẽo tuy nhiên địch diễm thu lại rất nhiệt tình, dáng vẻ đúng như một bà mẹ chồng. cô ta kéo bàn tay hứa triển nhìn một lượt, sau đấy ôm vai cô và thân thiết. À, không hổ là con gái được sơn sơn coi trọng, thật xinh đẹp. lần đầu gặp mặt không biết nên tặng cô cái gì đây. vừa nói cô ta vừa mở chiếc ví da cầm tay, lấy chiếc hộp nhung tinh tế, lớp nhung ôm lấy sợi dây mặt thủy phí nhẹ nhàng đặt lên ngực hứa triển. <laughs> nhìn xem này, rất hợp với làn da của cô. Nếu mặc bộ đồ màu đen Càng tôn được miếng phỉ thúy này hơn đấy Lời là nó cho hứa triển nghe Nhưng đôi mắt cô ta liếc về phía Uông Nhất Sơn Đối tượng chính thức muốn lấy lòng Vừa thấy đã hiểu ngay Điều bộ của người bề trên như thế đã đủ chưa Người không hiểu nội tình Cho dù thô bỉ đến đâu cũng không thể đoán được Vì mẹ chồng chuẩn này Đã từng lăn lộn với tiểu sơn của cô ta Không hiểu công lực của ông bố như thế nào Có đủ thỏa mãn đồ dâm phụ này không Uông Nhất Sơn thấy hứa triển không nhúc nhích liền đưa tay nhận miếng phỉ thúy Coi như để mặt địch diễm thu À làm chị địch tốn kém rồi Nhưng không đợi Uông Nhất Sơn nói xong Uông Dương hung dữ cắt ngang Cái gì mà chị địch chứ Gọi là gì Hai ngày nữa tao đi đăng ký kết hôn với dì địch Đến lúc đấy mày còn phải gọi là mẹ đấy Hứa triển mở to hai mắt Cố gắng nhịn Cuối cùng phỉ cười Nhà họ Uông còn có thể hoành tráng hơn nữa không Nghĩ đến chuyện Một mẹ một con đột nhiên hứa triển thấy ông trời mở nửa con mắt đột nhiên uông dương hung dữ nói đồ không phép tắc hứa triển rụt người bày ra vẻ mặt trước nay chưa từng có đúng kiểu bị người khác làm trộn ức cúi đầu không nói câu nào uông nhất sơn liếc nhìn hứa triển sau đấy tỏ vẻ khó chịu thôi đi không đến lượt bố giáo huấn vợ của con bố quản chuyện vớ vẩn của bố đi uông dương đã quen với tính tình ngỗ ngược của thằng con trai cưng từ nhỏ lúc không bằng lòng cái gì Lại gào ầm lên với ông ta Ông ta còn nhớ Khi đấy Uông Nhất Sơn mới có 9 tuổi Vì ông ta ra ngoài lăng nhăng Bị mắc bệnh và lây cho vợ Kết quả là người vợ luôn làm như không nghe không thấy Trước khi ra nước ngoài chữa bệnh Đã ủy thác cho luật sư làm thủ tục ly hôn Thật ra ông ta cũng không cần Người đàn bà nhìn xinh đẹp Nhưng trên giường như con cá chết hơn nữa đường làm quan của bố vợ không được thông thuận. Mắt thấy có nguy cơ sa sút Ông ta chỉ ước nhanh nhanh chóng chóng không dây dưa gì với nhà vợ. Bà ta chủ động đề nghị đúng là chuyện trên cả tuyệt vời. Có điều bà ta đi thì được, còn con thì không. Nhà họ uông ba đời độc đinh, ông ta sao có thể để người lo hương khói tổ tiên rời đi. Kết quả là người đàn bà kia không vội vàng ly hôn. Sau khi tranh cãi quyền nuôi dưỡng con với ông ta thì bỏ đi. Uống Nhất Sơn tưởng mẹ không cần mình, khóa trái cửa, khóc suốt một ngày trong phòng Bốn tưởng con trai giờ tính ương bướng Ung dương dỗ mãi không được Nên đã dáng một phát tát vào mặt con Với một cái tát này Quả nhiên thằng con trai nín khóc Nó chỉ bưng má xương đỏ trừng mắt nhìn ông ta Nhìn cái gì mà nhìn Nhìn nữa ta vẫn là bố mày Kết quả là đêm đấy Gara nhà ông ta loạn cả lên Chuông cảnh báo vang ẩm Ông ta lơ mơ chạy ra gara Chiếc Mercedes Benz mới mua Bị thằng oắt con cầm cây gậy sắt Đập cho biến dạng Kính chắn gió cũng bị đập vỡ Thằng bé đứng trước xe Cầm gậy chỉ vào bố Nếu bố dám đánh con Còn phá hỏng hết chỗ này của bố cho mà xem Đây có phải con trai ông ta không Đây là bố ông ta à Nếu không vì bệnh tật để lại di chứng Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản Uông Dương sẽ có co đứa con nữa với người đàn bà khác 9 tuổi còn thế này Bây giờ thì Uông Nhất Sơn đã cao lớn Có thể ngông nghênh nói chuyện với bố anh ta Uông Dương nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại không mắng, chỉ chừng mắt liếc xéo Hứa Triển. Đồ con hoang, khiến nhà ông ta không được yên. Thế nhưng Địch Diễm Thu mỉm cười nhìn Hứa Triển, trong mắt hiện lên tia âm độc. Cô gái này thực ra trước đây từng gặp, chính là ở bữa tiệc khai trương phòng tranh. Thực ra, cô ta cũng để ý đến cô gái này lắm. U Nhất Sơn có nhiều phụ nữ, cô ta không dư sức đi nhớ từng người một. Nhưng một màn bắt gian ở khách sạn lại khiến Địch Diễm Thu nhớ cô rất kỹ bài ra nạc quả thật không phải là đối tác tốt, cho dù cô ta có dỗ ngon dỗ ngọt hỏi han, hắn vẫn nói là không biết, chỉ là tình nhân của ông nhất sơn răng cái bẫy này vì tiền, còn hắn tình cờ đi ngang qua. Vốn chỉ là chuyện quá khứ, nhưng tên béo họ Thiệu đòi tính sổ với cô ta, lão ta đề nghị ly hôn, cô ta lập tức đồng ý. Ông ta đi kể lệ ở cơ quan để cho mọi người biết cô ta từng làm lao công, sau đấy mới chịu ký đơn. Đúng lúc đấy, một tờ giấy tố cáo khiến tiền đồ tốt đẹp của thiệu thính trưởng chấm dứt. Người có thể khiến thiệu thính trưởng câm miệng chỉ có một, bản lĩnh cực kỳ cao. Lý Diễm Thu dù mang tiếng là bà vợ thất thế, nhưng vẫn có thể ung dung cầm chỗ tiền dơ bẩn của thiệu thính trưởng ra đi, nhanh chóng quyến rũ được lão già háo sắc là uông dương. Từ cô gái nghèo khó ở thôn quê, leo được lên vị trí bây giờ, cô ta không chỉ dựa vào vẻ xinh đẹp. Quy tắc trong đời cô ta, cứ là người chặn đường mình, cô ta sẽ không bỏ qua. Sau khi ra khỏi phòng khách Hứa triển có chút khó tin hỏi Uông Nhất Sơn Này Cái bà địch diễm thu kia À sao thế Chẳng phải là kiệt tác của em có gì Địch diễm thu ly hôn với cục trưởng thiệu Mang theo đống cổ hồi môn hoành tráng Đến hợp làm một với tài sản họ Uông Hứa triển mở to hai mắt Thế anh không phản đối à Đã đông chưa vợ Đàn bà chưa chồng Anh phản đối làm gì Uông Nhất Sơn không hề nói đây chính là một trong những điều kiện trao đổi với bố anh ta để có thể cưới được hứa triển ôi chao không biết bà mẹ kế xinh đẹp này có định tiếp tục giai thoại với tiểu sơn cường tráng không có vẻ như người nhà họ uông đều có khẩu vị rất mạnh có điều là hứa triển lại mừng thầm trong lòng con thuyền họ uông nhìn có vẻ khí thế bất phàm nhưng thực tế khoang thuyền chỉ đủ cho con chuột chui vào cô muốn xem con thuyền mục nát đấy đi được bao xa nghĩ như vậy cô liền nhìn Uông Nhất Sơn với ánh mắt đồng tình. Uông Nhất Sơn vừa thấy thế, liền nâng cảm hứa triển. Sao? Nhìn anh làm gì? À, tôi chỉ muốn chúc mừng anh, có thêm được người mẹ hiền thôi. Hứa triển, tranh né ngón tay anh ta, định xoay người đi thay quần áo, nhưng bị Uông Nhất Sơn bế lên, bước ra khỏi biệt thự. Anh, anh làm gì đấy? Mau thả tôi xuống. Cô đang ở Mỹ, Uông Nhất Sơn bế cô ra khỏi biệt thự. Màn đêm buông xuống bờ cát mịn, Đợi đến khi có con sóng đạp mạnh tát vào bờ, anh ta liền thu cánh tay lại. Thả cô gái nhỏ đánh tù một cái xuống nước. Sau khi uống phải ngụm nước lớn, hứa triển với ho sặc sụa và thở hổn hển. Anh điên à? Tôi không biết bơi đâu. Ném cô xuống nước xong, U Nhất Sơn bắt đầu cởi quần áo. Chỉ một lúc sau, thân mình cường tráng hiện lên dưới ánh đèn nhờ nhờ cách đó không xa. Anh ta cười xấu xa, vẩy nước lên người hứa triển. <laughs> biết là em không biết bơi, anh đã từng hứa với em Sẽ đưa em ra biển học bơi cơ mà Hứa triển đang định hỏi là chuyện đấy từ khi nào Nhưng chợt phát hiện Lúc này Uông Nhất Sơn cười giống như một đứa trẻ Uông Nhất Sơn rất hay cười Nhưng đa phần là cười mỉm Bằng không sẽ là điệu cười âm hiểm Lúc này dưới màn đêm Anh ta cười rất tươi Thậm chí lộ ra chiếc răng khảnh dáng vẻ như thế này thật ngây thơ Anh ta kéo hứa triển từ trong nước dậy Ôm thắt lưng cô Sao em giống như hồi bé thế Vừa chạm phải nước đã như con cá nóc vậy Tức giận gì chứ Là ai khiến cô sợ nước buổi đông năm ấy Chính anh ta đưa theo mấy đứa nữa Đẩy cô xuống con sông rét buốt Từ đấy về sau cô không đủ dũng cảm để học bơi Cho dù có phao cũng không được Để tôi lên đi Tôi bảo là muốn học bơi từ lúc nào Nụ cười uống nhất sơn nhạt bớt Cho dù đang trong bóng đêm Nhưng ánh mắt anh ta nhìn hứa triển lấp lánh Những chuyện tốt anh làm Em không nhớ gì cả nhưng những chuyện không tốt anh làm với em Em nhớ rõ một một Tốt ư ừ. Anh ta từng làm chuyện tốt à Hứa triển thầm cười lạnh Đột nhiên mũ của cô bị Uông Nhất Sơn bóp chặt Miệng bị anh ta ngậm kín Rồi cả người cô bị Uông Nhất Sơn kéo vào trong nước Hai chân quẫy đạp lung tung Hứa triển ôm chặt anh ta theo phản xạ dạ Để mặc anh ta ôm mình chìm vào trong nước Ngay lúc hứa triển cảm thấy sắp chết vì ngạt thở Uông Nhất Sơn mở lòng từ bi Nâng cô khỏi mặt nước Em không biết bơi cũng không sao Anh tình nguyện làm phao cho em cả đời mà Lời nói mùi mẫn Vừa phát ra từ miệng một người tàn nhẫn sao Đáng tiếc Hứa triển không cần Hít sâu vài hơi nói một câu Không có anh Căn bản tôi chẳng cần xuống nước Ô Nhất Sơn không cười nữa Tự dối rằng đây là thời gian em đẹp Giữa anh ta và cô chưa bao giờ là lưỡng tình tương duyệt Cho dù phải chìm trong nỗi tuyệt vọng giữa biển rộng Anh ta cũng không buông tay Nhờ vụ tắm biển mà Uông Nhất Sơn ban tặng, hậu quả là ngày hôm sau hứa triển phát sốt, hai gò má đỏ bừng, chẳng cần phải đánh phấn hồng, trong cô có vẻ cô dâu thẹn thùng lại vừa mộc mạc giản dị. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô lần nữa thấy vẻ thiếu thiện cảm của Uông Dương. Sau chàng dài dòng của mục sư, cô cảm thấy Uông Nhất Sơn nắm thắt lưng mình, vì vậy chết lặng nói ra ba chữ: "Con đồng ý." Cuối cùng khi cúi đầu chào khách khứa, Hứa triển loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của phủ dâu quách lâm lâm. Rồi trước mặt tối sầm, cô ngã nhào vào vòng tay Uông Nhất Sơn, hồn mê bất tỉnh. Hồn lễ của sếp Uông quả nhiên như anh ta mong đợi, trở thành chủ đề bàn tán số một. Dù sao thì cô dâu ngất xỉu ngay trong lễ cưới cũng là chuyện hiếm gặp. Ai cũng đoán có lẽ do chú rể quá mạnh, chứ lễ cưới đã đòi hỏi vô độ, gây sạch sức lực cô dâu. Sau khi kết hôn, hai người không đi hưởng trăng mật, chị ở lại hòn đảo đi loanh quanh vài ngày rồi về lúc trở về hứa triển mới biết nhà của họ không phải căn biệt thự lưng chừng núi nữa mà là ở căn hộ ở trung tâm thành phố mà uông nhất sơn mới mua diện tích không quá lớn khoảng trăm mét vuông nội thất khá đơn giản có điều hứa triển nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân của sự đơn giản không có người làm việc dọn dẹp nhà cửa là do hai người tự do lúc hứa triển nói rõ quan điểm không chịu làm người hầu uông nhất sơn không nói gì tự tay cầm máy hút bụi và rẻ lau đi dọn dẹp Vì đồ dùng trong nhà ít nên chỉ một lúc là xong Nhưng mà khả năng nấu ăn của anh ta thì đúng là không ai dám khen Sau ba bữa liền phải ăn cái thứ không biết là mì hay cháo đặc Hứa triển không chịu nổi Mà cô cũng không muốn ngược đãi dạ dày Vì vậy cô mở tủ lạnh lấy nguyên liệu Làm vài món đơn giản Ông Nhất Sơn sới sẵn hai bát cơm Ngồi chờ cô bưng thức ăn lên Nếu như không nói chuyện Ở cạnh bàn thức ăn nghi ngút khói hai người thật giống đôi vợ chồng mới cưới hòa hợp. Uông nhất sơn, nuốt một miếng trứng sốt cà chua, thuận miệng nói. Hai ngày nữa, anh bảo thư ký sắp xếp cho em chức vụ trong công ty anh. Có điều em không bằng cấp, e là phải làm từ vị trí thấp nhất. Nhưng mà thế cũng tốt, em dần dần học trong công ty đi. Còn tốt hơn gấp vạn lần 4 năm đại học của em đấy. Hứa triển kinh ngạc ngẩng đầu. Cô còn tưởng Uông Nhất Sơn giống trước đây, nhốt cô trong nhà, không ngờ anh ta chủ động bảo cô đi làm Anh để tôi đến công ty anh Anh không sợ Sợ cái gì Uông Nhất Sơn lấy khăn giấy lau miệng Sợ em làm trò ăn cây táo rau cây sung à Yên tâm đi Chỉ cần em dám làm chuyện đấy Áp phải chịu hậu quả Cứ làm đi Nhưng mà đừng liên lạc với Bạch Gia Nạc nữa Loại người thiện cẩn mà vô trách nhiệm như hắn Không đáng làm liên minh đâu Ngay cả tư cách làm đối thủ cũng chẳng có nữa nào Ông Nhất Sơn đứng dậy, vứt tờ giấy đã dùng và giọt rác. Ý tứ trong lời nói, ông Nhất Sơn hứa triển hiểu được. Trước đây cô thở ơ với ông Nhất Sơn, ngay cả gia đình nhà anh ta, cô không hề biết. Cô vẫn tưởng anh ta có một công ty bé bé, là kẻ phá gia chi tử chỉ biết tiêu tiền. Lúc bước vào khu vực tráng lệ, tòa nhà hội tụ đông đảo các doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Hứa chị mới biết, đây là tài sản của ông Nhất Sơn, cơ quan đầu não của tập đoàn nằm ở tầng 5 Mặc dù trên danh nghĩa. Chủ tịch tập đoàn là Uông Dương, nhưng người đứng đầu chính thức là Uông Nhất Sơn. Phạm vi kinh doanh của anh ta khá rộng, IT, bất động sản, điện tử, gần như trở thành một con sói đói trên thương giới. Có cái gì há ra tiền, anh ta tiến hành làm. Đứng trong không gian hiện đại, hứa triển cảm thấy vì mình đối phó lúc trước với Uông Nhất Sơn đúng là quá ngây thơ. Cô cứ tưởng đánh vào gốc rễ, chứ thực tế chỉ là con sâu con kiến, không đáng kể. Ngày đầu tiên đi làm, Hứa triển mặc bộ váy đơn giản Vì trong lễ cưới Uông Nhất Sơn Chỉ mời những nhân viên cao cấp Cho nên những nhân viên trong văn phòng thư Ở dưới tầng 1 không hề biết Cô gái mới tới là vợ Uông Tổng Một đồng nghiệp nhiệt tình bắt chuyện Hỏi hứa triển chuyện tốt nghiệp ở đâu Cô đĩnh đạc trả lời Trung học số 1 ở huyện Hoài Thủy Những người trong phòng lập tức yên lặng Sau này hứa triển mới biết Phòng văn thư toàn nhân tài ẩn giật Người chuyên sửa soạn tài liệu Mà đều tốt nghiệp từ trường danh tiếng bằng cấp thật, ai cũng ấp ủ ước mơ được thăng chức cao hơn. Nói trắng ra, phòng văn thư là một trận chiến chức vị. Nhưng hứa Triển nghĩ, nếu cấp trên không đi, sao họ lên được, nhất định là xuống tầng hầm của tòa nhà. Quan sát một thời gian, Hứa Triển tự thấy buồn cho số phận của mình, cũng không thấy lãnh đạo có chiếu cố gì đến cô. Có mấy lần cô trốn trong phòng họp nhỏ gọi điện cho mẹ, qua cánh cửa thủy tinh, cô thấy Địch Diễm Thu đi theo Uông Nhất Sơn vào phòng hội nghị. Không biết diễn cảnh mẹ con tình nghĩa thế nào Thậm chí có một lần Cô chạm mặt Địch Diễm Thu trong thang máy Địch Diễm Thu không bày ra vẻ mặt ân cần Của mẹ chồng như trước mặt Uông Nhất Sơn Mà chỉ nở nụ cười lạnh Đánh giá hứa triển một lượt Hứa triển tự biết mình đuối lý Người ta không nợ cô cái gì Nhưng cô lại phá hoại quan hệ của người ta với cục trưởng thiệu Ánh mắt trừng trừng đó Vẫn còn là nhẹ Cô hứa này Tôi rất thích cô đấy Vừa nghe địch Diễm Thu gọi mình là cô hứa Hứa triển liền thở vào nhẹ nhõm Cô thực sự không đỡ được kiểu dương hô Như một bà mẹ chồng của người đàn bà này À, thật sao ạ? À? Cảm ơn Tôi thích thủ đoạn của cô Nhưng không thích ánh mắt của cô Cô ấy à, thực sự là đừng nên dây vào tôi Nói xong địch Diễm Thu đeo kính dâm Đường hoàng ra khỏi thang máy Huyết vào đống giấy tờ trong tay hứa triển Làm như vô tình đá một nửa ra ngoài Đến khi người hứa triển bốc hỏa Thì người ta đi rồi Dọn xong đống giấy tờ Cô chật vật đi vào phòng hội nghị Điều chờ cô chính là vẻ mặt giận dữ của trưởng bộ phận Chúng tôi chờ cô 15 phút rồi đấy Mặc dù đang đứng ở cửa Nhưng hứa triển vẫn có thể cảm thấy Nước bọt của trưởng bộ phận trịnh bắn vào mặt mình cúi đầu nói xin lỗi Hứa triển phát tài liệu cho mọi người Rồi lại lon ton đi rót trà, cà phê Long sòng sạc một hồi Cô yên ổn ngồi vào cái bàn nhỏ Mở máy tính, ghi chép Sau khi hội nghị kết thúc Cần phải đi in kết quả họp chuyển cho các trưởng bộ phận. Hứa chuyển không xuất thân từ thư ký chuyên nghiệp, tốc độ đánh máy thực sự không theo kịp được. Tức mình cô cầm bút giấy ra viết nhoay nhoay. Đến lúc mọi người đứng dậy đi ra, cô nhanh chóng giấu quyển sổ vào trong máy tính. Khả năng làm việc tạm được cải thiện, chẳng phải vì cô yêu nghề, mà vì Uông Nhất Sơn đã nói nếu không làm tốt thì về nhà lo dọn dẹp nhà cửa cơm nước. Cô không muốn bị anh ta danh chính ngôn thuận nhốt mình ở nhà Nên chỉ có thể làm chân sai vặt trong công ty của anh ta Bị cả tá người gây khó dễ Lúc mọi người đã đi hết Cô gái đáng yêu cùng phòng với hứa triển Là lý tưởng Đột nhiên đưa chiếc chìa khóa cho cô Này đây là chìa khóa phòng hội nghị Tẹo nữa em khóa nhé Nói xong sắc mặt lý tưởng có vẻ khác lạ Đáng tiếc hứa triển còn đang mải đánh máy Nên không để ý Chỉ đáp ậm ừ rồi cất chìa khóa vào túi áo Chỉ chốc lát phòng hội nghị vắng tanh Còn lại tiếng gõ máy tính lọc cọc của hứa triển đột nhiên luồng ánh sáng trước mặt cô bị che lại thì ra trưởng bộ phận trịnh hắn ta đang đứng trước bàn lúc này hắn ta không bày về mặt lạnh lùng khi nãy mà lại cười à, tiểu hứa này vừa rồi không phải là tôi muốn nói cô đâu cô nghĩ mà xem lần nào họp cũng báo trước nửa tiếng cô đến muộn 15 phút thân là cấp trên sao tôi bảo vệ cô trước mặt mọi người được hứa triển gật đầu sếp à, trịnh nói đúng ạ lần sau tôi sẽ chú ý à cái việc đánh máy này Nhất định phải chú ý đến tay Không là cổ tay đau lắm Mà tốc độ gõ lại chậm nữa Vừa nói hắn ta vừa đi ra sau lưng hứa triển Không người xuống Đặt hai tay lên tay hứa triển Hứa triển giật mình Vội vàng đứng dậy Gặp máy tính ừ, Chỗ Cho còn lại tôi sẽ về vòng đánh nốt Không làm phiền anh nữa Còn chưa kịp đi Cổ tay bị lộ ra ngoài áo sơ mi Bị hắn ta tóm lấy Sao thế Có phải giả vờ với tôi à Tôi biết tổng thông tin về cô rồi chỉ có bằng trung học mà vào được công ty tôi Tề lương thối tha có thể thỏa mãn cô sao Cứ coi như là hắn đưa cô vào công ty Nhưng bây giờ tôi là lãnh đạo gần nhất của cô Cô muốn lấy lòng thì phải lấy lòng tôi chứ nhỉ Hứa triển cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên Mấy bà cô trong phòng vẫn hay vụng trộm bàn tán về tên trịnh Một người đàn ông gần 40 tuổi đã kết hôn dáng người không cao, tự hí mắt luôn Nhưng luôn coi mình như Mỹ Nam Phan An Tự cho mình là người hấp dẫn lúc thu dọn bàn cho hắn ta tốt nhất đường kéo ngăn bàn gỗ nhựa đánh rơi đông áo mưa ở trong ra phát hiện cả lô thương hiệu tạm không nói đến nhu yếu phẩm khi đi làm đấy hắn ta rất hay truy cập mạng vừa cười tủm tìm vừa gọi nữ nhân viên cấp dưới vào giúp hắn ta đăng ký tài khoản bởi vì đây là bộ phận trụ cột nên người mới vào đương nhiên phải lắt léo đi qua đường nào đấy có phải cô gái rất hay liếc mắt đưa tình với hắn ta mới hôm trước hứa triển còn bắt gặp lúc có một cô gái khom người lấy tài liệu trên bàn hắn cố tình để hạ thân của mình chạm vào mông cô gái lại mập mờ hỏi đã mấy ngày rồi không uống sữa đậu nành của hắn ta có muốn tranh thủ giờ cơm trưa đi nếm thử không cô gái kia có vẻ thẹn thùng nói đáng ghét đến giờ cơm trưa liền cùng tay trịnh một chiếc một sao ra khỏi cửa công ty không cần nghĩ cũng biết cái đống trong ngăn kéo của hắn ta sắp bổ sung thêm một lượng mới rồi hứa trẻ cảm thấy thượng bất chính hạ tắc loạn Tên trịnh này vừa nhìn là biết cấp dưới tốt của bố con họ Uông. Có điều là từ trước đến nay, cô chưa từng có chút để ý dư thừa nào với hắn ta. Không ngờ là hôm nay, tên này tự dưng nhắm vào cô. Lúc này trong đầu tay họ trịnh, chỉ còn lại suy nghĩ muốn lột sạch hứa triển. Hắn nhớ buổi gặp mặt phu nhân chủ tịch vào ngày hôm qua. Cô ta có nói, Bộ phận các nghe à, cần phải chỉnh đốn, nếu không đúng là chỗ thịnh hành cửa sau rồi. Chẳng hạn như cô nàng hứa gì đấy, chính là được xếp lương của các anh dùng quy tắc ngầm đưa vào. Còn bảo là con gái nuôi cái gì chứ? Ai chẳng biết cô gái nuôi này. <laughs> Lời nói tuy không rõ ràng nhưng tên họ trịnh lại hiểu hết. Thế thuộc hạ đó của Uông Dương đúng là tên lưu manh. Ăn thỏ ăn luôn cả cỏ. Cô gái họ hứa à? Chẳng phải là hứa chuyển sao? Không ngờ cô nàng lại chịu làm con gái nuôi của gã thối tha kia. Cọng cỏ ngon lành thế này không gặm thì quả là có lỗi với bản thân. Sếp Trịnh à, mời anh buông tay Nếu không tôi hô lên đấy, cả tôi và anh đều bất lợi Mắt thấy cô nàng tỏ vẻ thanh cao Hắn ta không nói nhảm Rất khoát kéo cô lại hôn lên má Mặc dù bình thường Hắn thích câu những cô gái khờ Tuân thủ quy tắc tình nguyện Nhưng nhìn xem cô nàng này giả vờ cái gì chứ Vì tìm công việc Ngay cả lão già sắp xuống lỗ mà còn đồng ý Phong độ người ngới như hắn thua kém gì Hôm nay hắn cố tình chọn chỗ vắng vẻ Chính là phòng hội nghị Để giới tái hứa triển Phòng hội nghị này là địa bàn quen thuộc để hắn sử dụng quy tắc ngầm. Cửa căn phòng bị hắn khóa lại, không hề có ai đến quấy giày. Rồi xem, sau khi đã chơi chán cô nàng, hắn sẽ tung ra tấm vé thăng chức. Thế là quá mỹ mãn. Nhìn cô nàng mặc đồ công sở chăm chú gõ máy tính, thực sự thú vị hơn nhiều bộ phim phòng làm việc của Nhật. Không biết ba cái áo mưa hắn mang theo có đủ dùng không đây? Hứa triển bị con sói háo sắc ôm cổ, gót giày dưới chân không chút chần chừ đạp thẳng lên mặt giày của hắn, nhân lúc hắn kho mười hứa triển nhanh chóng mở cửa phòng còn không thèm đem theo máy tính rồi lại móc chìa khóa trong túi và khóa cửa mặc kệ những tiếng chửi rủa bên trong hứa triển xoay người đi vào nhà vệ sinh ném chìa khóa vào bồn cầu xả nước đường hoàng bước ra ngoài sau màn kịch đấy thì lại càng vui hơn tên họ trịnh không bị nhốt lâu ít phút sau khi hứa triển rời đi cả đám đông đến để họp một cuộc họp Đình Diễm Thu lấy lý do muốn phát triển sản phẩm mới nên gọi Uông Nhất Sơn và tất cả trưởng bộ phận đến họp. Ông hiểu sao thư ký Uông Nhất Sơn lại xuất hiện. Lúc thư ký cầm chìa khóa dự phòng, tên họ Trịnh sợ thế nào không cần phải nói. Nếu vừa rồi hắn có thể thuận lợi hành sự, e rằng bị đám cán bộ cấp cao bắt gặp. Cho nên, lúc có người hỏi tại sao hắn bị nhốt ở đây, hắn chỉ ầm ờ nói xem tài liệu chăm chú. Cô quản lý phòng họp đến cũng không để ý nên khóa cửa. Sắc mặt Địch Diễm Thu không được tốt cho lắm, Cô ta nhìn thoáng qua thư ký của Ông Nhất Sơn Hà Văn Văn, ánh mắt sắc lẹm. Sau đấy hứa triển chứng kiến cảnh lý tưởng bị gọi lên. Lúc về, hai mắt sưng đỏ. Hứa triển ấn tượng khá tốt với lý tưởng, vội vàng kéo cô ra một góc của phòng pha trà, hỏi cô bị làm sao. Lý tưởng nấc nghẹn một lúc rồi nói mình bị sa thải. Hứa triển vội vàng hỏi tại sao, nhưng lý tưởng không dám nói, cuối cùng chỉ dặn hứa triển. Em phải cẩn thận đấy biết chưa, Hôm nay có người bảo chị khóa phòng hội nghị Nhốt em với sếp Trịnh Nhìn thấy đấy khốn nạn lắm Ngày trước cũng động tay động chân với chị Cho nên chị mới đưa chìa khóa cho em Vì thế nên bọn họ muốn sa thải chị Lý tưởng không nói rõ có chuyện gì xảy ra Nhưng hứa triển hiểu Cô hấp tấp hỏi Là... là ai sai chị làm Lý tưởng lắc đầu Em đừng hỏi nữa Bọn họ còn lấy chuyện khác gây áp lực với chị Làm cho chị khó mà kiếm được việc khác Em cứ cẩn thận một chút đi Nói xong cô gái đi ra khỏi phòng pha trà Vừa lau nước mắt vừa thu dọn đồ đạc Không hiểu tên họ trịnh đã vào từ lúc nào Lúc đi ngang gian pha trà Hùng giữ nước xéo hứa triển Hứa triển dựa vào tủ Đột nhiên cảm thấy văn phòng lịch sự này Ẩn chứa đầy gió bão Lúc tan tầm Hứa triển chờ mọi người trong phòng về hết Mới xuống bãi đỗ xe ngầm U Nhất Sơn đang ở trong xe đợi cô Lên xe U Nhất Sơn cải dây an toàn cho hứa triển Đột nhiên cau mày Hứa triển cúi đầu nhìn cho thấy chiếc cúc áo bung ra Hơn nữa chỗ thừa khuyết hơi bị rách Nhất là do vừa rồi tên họ trịnh giật ra Giọng uống nhất sơn lạnh hẳn Sao lại thế này Hứa triển ngẫm nghĩ một lúc Cuối cùng thong rong nói ra sự thật Hôm nay cấp giới trịnh nghiễm đông của anh Muốn dùng quy tắc ngầm với tôi Vẻ mặt U Nhất Sơn sám mắt Anh ta lột quần áo hứa triển kiểm tra một lượt Xem có dấu vết lưu lại không Hứa triển tức giận giật lại đồ lót Anh làm gì đấy Hắn không hề động vào tôi. Anh định làm gì nữa nào? Thấy ngoài vết hồng hồng trên làn da trắng mịn do vừa rồi chính mình bóp không có thêm dấu vết nào. Ông Nhất Sơn mới chịu thu tay về. Em bảo gã đó tên gì? Chị Nghiễm Đông à? Hứa triển ngồi thẳng dậy chỉnh đốn lại quần áo. Đúng.